Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 101. Ngô Bình cất đao Thiên Mông đi rồi nói, tôi sử dụng quyền cước để đánh với anh. Mặc dù đối phương là võ hoàng nhưng anh là võ hoàng chí tôn 7 sao trong tháp thiên võ, hiện tại thực lực của anh tiến bộ hơn trước kia rất nhiều, dĩ nhiên sẽ không để Liêu Bá vào mắt. Liêu Bá bước đến trước nói, ra đòn đi. Ngô Bình, anh cũng không thể đánh với tôi mà chẳng có điều kiện, nếu anh thua thì phải làm nô lệ của tôi. Liêu Bá tức giận nói, nô lệ của anh. Ngô Bình, sao thế, anh không tự tin. Liêu Bá hừ một tiếng, không có thanh đao đó, tôi không sợ anh, có gì mà không dám chứ. Tương tự thế, nếu anh thua thì phải làm nô lệ của tôi. Ngô Bình khẽ cười, không thành vấn đề. Quảng trường bỗng chốc trở nên im ắng. Liêu Bá bỗng tung ra một cú đấm, 3.000 quyền ảnh xuất hiện giữa không trung cùng lúc đánh về phía Ngô Bình. Ngô Bình không thèm nhìn đã vung tay lên, những quyền ảnh này biến mất, anh đã đến bên cạnh Liêu Bá rồi túm lấy vai hắn. Liêu Bá gào lên thảm thiết, quỳ một chân xuống đất, vô cùng đau đớn. Hắn cảm thấy như có hàng nghìn ngọn núi đè xuống người, khiến hắn không còn sức phản kháng. Ngô Bình nói, võ đạo của anh chỉ được xem là nhập môn thôi, vẫn còn kém cường giả nhiều lắm. Tôi chỉ cần dùng sức một chút thôi đã có thể bóp chết anh rồi. Nói rồi anh buông tay ra, chắp tay đứng sang một bên hỏi, anh phục chưa? Liêu Bá sa sầm mặt mày, sau khi đấu tranh tư tưởng một hồi, hắn mới cắn răng quỳ xuống trước mặt Ngô Bình, chủ nhân. Ngô Bình, đừng bày ra vẻ mặt tang thương đó, làm nô lệ của tôi là vinh hạnh của anh đấy. Liêu Bá cúi đầu xuống, vâng. Lúc này đệ tử Bát Tông cũng đã đến, họ vừa cảm thấy kinh ngạc vừa bái phục khi nhìn thấy Liêu Bá quỳ dưới đất. Tông chủ lợi hại quá, võ hoàng của Chân Lan thế mà lại thành nô lệ của anh ấy, ha ha. Có lẽ thực lực của tông chủ đã không phải là thứ thực lực mà đạo quân bình thường có thể đánh lại được nữa rồi. Nghe đồn thực lực của tiên địa không có giới hạn, xem ra là thật. Đây là chuyện rất bình thường. Địa tiên và thiên tiên vốn dĩ là hai loại hình thức tu luyện, địa tiên tu luyện hình, thiên tiên tu luyện thần. Đương nhiên, hai cấp bậc này không xung đột lẫn nhau nên địa tiên cũng có thể thành thiên tiên, nhưng không có nghĩa là thiên tiên mạnh hơn địa tiên. Ở một bên khác, Ngô Bình gọi Di Kha và Liêu Bá đến hành cung hỏi về chuyện cấm địa. Di Kha nói, thật ra tổ tiên của bộ lạc Chân Lan là một nhóm người canh giữ cấm địa. Sau đó sinh ra nhiều thế hệ mới có được bộ lạc Chân Lan ngày hôm nay. Ngô Bình, cấm địa là thế nào? Di Kha, trong cấm địa có phong ấn một sinh vật đáng sợ, mục đích chúng tôi tồn tại là khuyên ngăn những người xông vào trong đó rời đi, nói cho họ biết mối nguy hiểm trong đó. Ngô Bình, sinh vật gì? Di Kha lấy một cuốn sách cổ ra từ trong ngực, cuốn sách cổ này làm bằng da thú, sau khi mở ra, bên trên là một bức chân dung. Nhìn thấy bức chân dung này, lòng Ngô Bình dao động, anh nhìn bức chân dung thì nhận ra đây chính là Hắc Kỳ Lân đứng thứ hai trong số các thần thú hộ mệnh. Hắc Kỳ Lân này có 81 loại thần thông, mỗi loại đều có uy lực hủy diệt trời đất nên nó đứng thứ hai trong các thần thú hộ mệnh. Cùng cấp bậc với nhau nhưng cùng kỳ không phải là đối thủ của Hắc Kỳ Lân. Nhưng cấp bậc cao nhất của cùng kỳ cao hơn nên xếp hạng trên Hắc Kỳ Lân. Ngô Bình bình tĩnh nói, sinh vật này bị ai trấn áp ở đây? Di Kha lật đến một trang khác, trên đó là một người đàn ông. Anh cầm lấy cuốn sách cổ rồi đọc phần chữ phía sau mới biết lai lịch của người đàn ông này. Ông ta là một đại thánh, một mình đi vào thế giới ma giới rồi bị thương nặng, Hắc Kỳ Lân ở đó cũng bị ma khí lây nhiễm, ma hóa hoàn toàn. Ông ta không đành lòng giết Hắc Kỳ Lân nên dùng chút sức mạnh còn lại trấn áp Hắc Kỳ Lân ở đây. Tạo nên cấm địa hiện nay, trong sách có nhắc đến, lúc bấy giờ Hắc Kỳ Lân đã là thần thú hộ mệnh cấp 12. Trong cuốn sách cổ không có nội dung gì nhiều thêm nữa, nhưng đã để lại rất nhiều không gian tưởng tượng cho Ngô Bình. Anh hỏi, sau đó có ai đi vào cấm địa không? Di Kha khẽ thở dài, sao lại không có, chỉ riêng một mình tôi nhìn thấy đã có 7 người rồi, có trong số họ có người là Chân Tiên, có người là Bán Bộ Đại La. Còn có cả một đạo quân và một đại thần, thế nhưng không ai có thể đi ra được. Ngô Bình nheo mắt, cảnh giới đại thần và đạo quân ngang nhau, nếu ngay cả họ cũng không thể ra ngoài, chắc chắn cấm địa này vô cùng hung hiểm.
Anh bình tĩnh nói, hai người về đi, lát nữa thiên đạo môn sẽ cử sứ giả đến. Di Kha dẫn tùy tùng lui ra ngoài, Liêu Bá vẫn ở lại vì bây giờ hắn đã là nô lệ của Ngô Bình. Ngô Bình hỏi hắn, Liêu Bá, võ học của bộ lạc chân lan các anh từ đâu mà có? Liêu Bá, lúc đầu có một đại thánh truyền lại cho tổ tiên của bọn tôi. Ngô Bình, tư chất của tổ tiên các anh rất bình thường, không có khả năng lĩnh hội được ý nghĩa võ học mà đại thánh truyền lại. Liêu Bá sửng sốt, không lĩnh hội được sao? Ngô Bình, tư chất của tôi tạm ổn, anh luyện cái này đi, nói rồi anh lấy bộ sách của Côn Luân Kiếm Cung đưa cho Liêu Bá, bảo hắn về tu luyện, nếu như đạt tới cảnh giới kiếm hoàng thì đến Côn Luân Kiếm Cung tìm anh. Đợi Liêu Bá đi khỏi, quốc vương Thiên Mông và các đại thần Thiên Mông đều bước đến cảm ơn. Ngô Bình bảo Nhậm Hành Chi về Thiên Đạo Môn phục lệnh, còn anh về Linh Xuyên một chuyến để dẫn Chu Chu đến nước Thiên Mông. Suy đi nghĩ lại, mặc dù cấm địa khá nguy hiểm nhưng anh vẫn quyết định đến đó, để xác nhận xem Chu Chu có thể loại bỏ được ma tính của Hắc Kỳ Lân không. Đêm đó, anh đi vào bộ tộc Chân Lan để gọi Liêu Bá, khi nghe nói Ngô Bình muốn vào cấm địa, vẻ mặt hắn vô cùng phức tạp, thầm mong Ngô Bình vào trong đó, nếu không ra được thì hắn sẽ không còn là nô lệ của anh nữa. Nhưng một giọng nói khác nói với hắn rằng hắn phải ngăn Ngô Bình đi vào cấm địa. Suy cho cùng Liêu Bá là một người thẳng thắn, hắn nói, chủ nhân, anh không thể đi, cấm địa quá nguy hiểm, 10 người thì đã có 9 người chết rồi. Ngô Bình nói, nếu tôi chết chẳng phải càng có lợi với anh hơn sao? Liêu Bá khẽ thở dài, có sao nói vậy? Ngô Bình không nói gì nữa, anh bảo Liêu Bá dẫn đường đi tới khu gần cấm địa. Cấm địa này bị bao phủ bởi một tầng sương mù xám xịt. Người đứng ở mép sương mù đều có thể cảm nhận được ma ý kỳ lạ truyền ra từ bên trong. Chu Chu nhìn cấm địa nói, anh ơi, bên trong có thứ xấu xa. Ngô Bình cười nói, Chu Chu em làm sạch giúp anh được không? Chu Chu gật đầu, được ạ. Nói rồi Ngô Bình ôm Chu Chu lên, sải bước đi về phía cấm địa rồi biến mất trong màn sương mù. Bước vào sương mù, càng đi vào trong, ma khí càng nặng nhưng sương mù cũng bớt dần. Sau đó sương mù dần biến mất, Ngô Bình cũng nhìn thấy rõ hơn. Trước mặt đột nhiên có một tia sáng lóe lên, Ngô Bình đang định đi qua đó xem sao nhưng trước khi hành động, anh mở nhìn thấu vạn vật ra, vừa nhìn vào anh cảm thấy rất kinh ngạc, chỉ thấy ra cái gọi là bảo quang là một cái bẫy. Nếu đi sang đó thật thì sẽ bị kẹt trong ảo giác vô tận, không thể ra ngoài. Càng khiến người ta run sợ hơn là trong ảo cảnh đó có rất nhiều bộ xương khô. Những bộ xương khô này có cái là người, có cái là yêu và cũng có cả của thần. Dù là sự tồn tại thế nào cũng không thể thoát khỏi ảo giác Hắc Kỳ Lân. Trong ký ức về truyền thừa của Ngô Bình có giới thiệu về Kỳ Lân. Kỳ Lân có 5 màu, màu đen là màu chủ đạo nên Hắc Kỳ Lân còn được gọi là Đế Kỳ Lân, là vua của trong loài Kỳ Lân. Hắc Kỳ Lân trời sinh đã có thần thông, trong đó khá nổi tiếng là ảo giác Kỳ Lân. Dù đạo quân rơi vào trong đó cũng khó thoát thân. Ngô Bình tiếp tục quan sát, nhìn thấu nhiều ảo ảnh, tìm thấy cơ thể thực sự của Hắc Kỳ Lân. Bây giờ Hắc Kỳ Lân chỉ lớn bằng Đông Hoàng, đôi mắt của nó đen láy, nó đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng chỉ vì vận chuyển ảo giác. Ngô Bình đi thẳng đến chỗ Hắc Kỳ Lân, cảm giác có người đến gần, Hắc Kỳ Lan gào lên một tiếng, nhưng lúc này bàn tay nhỏ của Chu Chu ấn lên mi tâm của nó. Hai sức mạnh thuần khiết thần thánh, đi vào ý thức của Hắc Kỳ Lân, rất nhanh đã loại bỏ được ma tính. Hắc Kỳ Lân sửng sốt như đang hồi phục lại bản tâm, nó nói cảm ơn đã cứu. Ngô Bình, đừng khách sáo, ngươi còn rất yếu, vào động thiên của ta nghỉ ngơi đi. Hắc Kỳ Lân gật đầu, Ngô Bình vung tay lên đưa nó vào động thiên. Hiện giờ nó cần hồi phục một chút nguyên khí. Đúng lúc này, Ngô Bình nghe thấy một tiếng hét lớn. Nhiều tiếng nổ phát ra từ cấm địa, sau đó ma khí tiêu tán, hàng chục tu sĩ vẫn kiên trì ở cấm địa cho đến giờ đều đồng loạt trở nên tỉnh táo. Hắc Kỳ Lân thì sao, thần niệm của một đại thần lướt qua đang tìm Hắc Kỳ Lân. Ngô Bình cũng đưa Chu Chu vào động thiên, đang định ra khỏi cấm địa thì một bóng đen đứng chắn trước mặt anh, trên người có khí tức của thần tộc, là một vị đại thần bị mắc kẹt ở đây. Đại thần này giống có vẻ giống vừa mập vừa thấp. Cánh tay ngắn, chân ngắn, không có đầu, mắt ở trên bụng, mũi hếch, đây là đại thần. Loài người đê hèn, cậu
cậu có biết tung tích của Hắc Kỳ Lân không? Ông ta lớn giọng hỏi, thần niệm đánh vào đầu Ngô Bình. Ngô Bình liếc ông ta một cái, bỗng đẩy hắn ngã xuống đất rồi ấn xuống đất, ba bí lực đánh vào người đối phương. Cả người vị đại thần bắt đầu thối rữa, đôi mắt trở nên không có tiêu cự, hét lớn, cậu là ai? Nhưng ông ta dù sao cũng là đại thần thế mà bị khống chế sự thay đổi tiêu cực này. Ngô Bình cười nhạo, ông bị nhốt nhiều năm, sức khỏe đã yếu thành thế này vậy mà còn dám chọc vào tôi, nói rồi anh ném đại thần này vào trong động thiên, tạm trấn áp. Vừa mới trấn áp được một vị đại thần, lại có thêm một người đàn ông khác mặc đạo bào rách xuất hiện, ánh mắt người đó mơ màng hỏi, này nhóc, cậu từng thấy Hắc Kỳ Lân chưa? Ngô Bình nhìn đối phương, vẫn chưa, nên xưng hô với tiền bối thế nào? Người đàn ông này mặc dù anh, nhấc một chân ra bèn biến thành luồng sáng bay lên trời. Sau đó có nhiều ánh sáng bay ra khỏi cấm địa, có yêu, có thần, cũng có người. Dĩ nhiên Ngô Bình cũng không cần phải đợi nữa, lập tức quay về hành cung. Bộ tộc Chân Lan đã chịu phục, mục tiêu của hành động này đã đạt được nhưng anh vẫn không thể đi, vì còn phải đợi Thiên Đạo Môn phản hồi. Sau khi trời sáng, cuối cùng Nhậm Hành Chi cũng báo, tông chủ, trưởng môn rất vui khi nghe nói chúng ta hạ gục được bộ lạc Chân Lan, nói sau khi về sẽ có phần thưởng lớn. Ngô Bình, mọi người tiếp tục cắm chốt một thời gian ở nước Thiên Mông đợi tin tức bên đó. Để lại người xem, anh một mình quay về Thiên Đạo Môn. Tử Phi rất bận, quay lại nói với anh vài câu rồi lại đến mỏ xử lý công việc. Ngô Bình phóng Hắc Kỳ Lân ra, lúc này chỉ mới một lúc mà Hắc Kỳ Lân đã trở thành bạn với Chu Chu. Hắc Kỳ Lân, nghe nói chủ nhân của ngươi là một vị đại đế, anh hỏi. Hắc Kỳ Lân, phải, chủ nhân bị thương nặng ở ma giới, quay về không lâu đã chết, trước khi đi thì nên trấn áp bản thân lại. Sau đó nó nói, tôi đã đưa truyền thừa của chủ nhân cho Chu Chu rồi. Ngô Bình rất bất ngờ, Chu Chu có thể nhận được truyền thừa của Đại Thánh. Hắc Kỳ Lân, cô bé rất phù hợp, sau này chắc có thể kế thừa võ đạo truyền thống của chủ nhân. Vậy thì tốt, mày đưa Chu Chu về nhà đi, cô bé biết đường, Ngô Bình nói. Chu Chu cười nói, anh ơi, anh không về sao? Ngô Bình, anh phải ở lại đây mấy ngày nữa, em về trước đi. Thế là Chu Chu ngồi trên Hắc Kỳ Lân, Hắc Kỳ Lân biến thành một tia sét màu đen rồi biến mất ngay tức khắc. Mặc dù khả năng đã mất đi rất nhiều nhưng Hắc Kỳ Lân vẫn rất mạnh. Tiễn Chu Chu đi, Ngô Bình tiếp tục tu luyện bất tử kinh, luyện hóa sao trời. Trước đó anh đã luyện hóa 3.000 sao trời nhưng cứ có cảm giác không phát huy hết sức mạnh của sao trời này. Thế là anh lấy cuốn sách dạy đánh cờ ra thử dùng sao trời đánh cờ thử, lấy trời đất làm bàn cờ để sắp xếp một ván cờ tử chiến. 3.000 sao trời đều phản chiếu trong động thiên của anh bèn dùng hình ảnh phản chiếu trong vô số vì sao sắp xếp tàn cục đầu tiên trong động thiên. Tàn cục nhập môn rất đơn giản nhưng bố trí lại thì không hề đơn giản. Anh phải mất hết 3 ngày mới hoàn thành sát trận thứ nhất. Bố trí sát trận chỉ mới là bước thứ nhất, tiếp theo anh còn phải suy nghĩ làm sao đưa uy lực của tàn cục vào trong kiếm quang. Trước đây anh từng luyện một môn kiếm đạo thần thông, tên là Kinh Thiên Vĩ Địa. Kiếm quang Kinh Thiên Vĩ Địa đan xen ngang dọc, sau đó còn có rất nhiều tầng biến hóa, nhưng anh vẫn chưa tu luyện hết toàn bộ. Bây giờ anh bỗng nhiên phát hiện ra, nếu như tàn cục kết hợp với Kinh Thiên Vĩ Địa thì đúng là hợp không gì bằng. Sau đó, anh không ngừng thử nghiệm, phân tích để hợp nhất hai loại sức mạnh làm một. Kiếm đạo thần thông Kinh Thiên Vĩ Địa cũng được anh sửa tên thành Ván Cờ Thiên Địa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hôm đó, anh đến một nơi hoang vu, vung tay phải, 110 luồng kiếm quang dọc, 50 luồng kiếm quang ngang nhau xuất hiện giữa trời đất. Tạo ra 3025 nút kiếm. Những nút kiếm đó là những quân cờ được ngưng tụ từ kiếm quang, kết hợp với sát trận trên cờ phổ, một khi thi triển thì sẽ biến hóa khôn lường, nguy cơ liên tục biến đổi khiến đối thủ không kịp trở tay. Ngô Bình luyện sát trận ở đây nên không biết gì đến thời gian, khi anh nhớ ra thì trời đã tối. Trăng sáng lên cao, sao trời lấp lánh, bỗng dưng anh bay lên 9 tầng mây, rời khỏi đất Côn Luân. Đất Côn Luân dưới chân anh biến thành thế giới hình cầu. Khi ở giữa vũ trụ, anh sẽ dễ dàng tiếp xúc với những vì sao hơn nên anh đã tiếp tục luyện hóa.
Mục tiêu của anh là phải luyện hóa được 100 vạn vì sao, vậy thì có thể tạo ra được một bàn cờ thiên địa ngang dọc mỗi bên 1.000 luồng kiếm quang, 100 vạn nút kiếm tương ứng với 100 vạn vì sao. Trước đây, anh muốn luyện hóa 100 vạn vì sao là chuyện rất khó khăn, không mất vài trăm năm thì đừng mong hoàn thành được. Nhưng bây giờ tốc độ của anh đã nhanh hơn nhiều, một là vì động thiên đã mạnh hơn, hai là vì anh có kỳ phổ hỗ trợ. Lúc này, anh phát ra 2.000 luồng kiếm quang đan xen ngang dọc, hình thành trăm vạn nút dao, mỗi nút dao là một nút kiếm, mà trong mỗi nút kiếm đều có một suy nghĩ của anh. Trước đây, anh muốn luyện hóa một vì sao thì phải cần một hóa thân dương thần rất mạnh nhưng bây giờ thì anh không còn cần nữa, thần niệm nằm trong thế cờ, tất cả thần niệm là một thể, mỗi vì sao đều tương đương với một thế cờ mạnh được luyện hóa, quá trình cũng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Có thể nhìn thấy vô số vì sao trong vũ trụ rơi vào trong thế cờ, bị các nút kiếm hấp thụ. Các vì sao được luyện hóa càng nhiều thì uy lực của ván cờ sẽ càng mạnh, tốc độ luyện hóa các vì sao cũng càng nhanh. Ngô Bình dung hợp kiếm quang, sức mạnh của các vì sao và thế cờ lại với nhau thì liền tạo ra một uy lực đến cả anh cũng thấy bất ngờ. Trong vũ trụ, có 1.000 luồng kiếm quang tung hoành, tạo nên 100 vạn nút kiếm sáng lấp lánh, toát ra khí tức kinh người. Quá trình luyện hóa các vì sao kéo dài nửa tháng, khi 100 vạn vì sao được luyện hóa, 100 vạn nút kiếm được ngưng tụ ra thì cuối cùng thế cờ cũng viên mãn. Cùng lúc đó, 100 vạn vì sao cũng xuất hiện trong động thiên của Ngô Bình. Nửa tháng nay, anh không chỉ luyện hóa tinh thần mà còn bố trí 5 tàn cục trong động thiên, cái nào cái nấy để có uy lực rất mạnh. Ngô Bình vẫn cảm thấy chưa hoàn hảo, thế là anh kết hợp kiếm đạo phiêu miểu, tạo ra huyễn cảnh trong thế cờ, nâng cao uy lực của ván cờ thiên địa thêm một bước nữa. Ngày thứ 20, cuối cùng anh cũng quay về thiên đạo môn. Anh vừa quay về thì đã nhìn thấy Tiêu Thái Tôn đang đợi mình. Ông Tiêu, có việc gì thế ạ? Anh vội hỏi. Tiêu Thái Tôn, Huyền Bình, con hãy rời khỏi thiên đạo môn trước, trong thời gian ngắn đừng quay lại. Ngô Bình chau mày, sao thế ạ? Tiêu Thái Tôn, có một thần sứ đến thiên đạo môn, không biết sao ông ta lại biết chuyện con luyện hóa quái bản tiên thiên. Ông ta yêu cầu con giao bản bát quái tiên thiên ra, người này rất có gốc gác, thiên đạo môn chúng ta không thể động đến được. Ngô Bình, vì vậy con bắt buộc phải rời khỏi thiên đạo môn sao? Tiêu Thái Tôn thở dài, đấy cũng là chuyện bất đắc dĩ, chỉ đành để con phải chịu thiệt thòi một chút. Ngô Bình im lặng một lúc rồi nói, ông Tiêu, giúp con chăm sóc cho Tử Phi. Tiêu Thái Tôn, con yên tâm, có ông và 8 vị tông chủ ở đây, Tử Phi sẽ không sao đâu. Ngô Bình đưa cho ông ấy một miếng ngọc bội nói, nếu người đó có hỏi tung tích của con thì ông hãy đưa miếng ngọc bội này cho ông ta, nói là thứ này có thể tìm được con. Tiêu Thái Tôn nhìn Ngô Bình đăm chiêu, Huyền Bình, con định. Ngô Bình bình thản đáp, ông Tiêu, dù ông ta có là đại thần thì con vẫn có thể hạ được ông ta. Tiêu Thái Tôn cười, được, ông sẽ đưa ngọc bội cho ông ta. Có điều, con cũng phải cẩn thận, làm cho sạch sẽ một chút, tuyệt đối đừng để lại chứng cứ. Ngô Bình giao ngọc bội lại rồi rời khỏi thiên đạo môn, đến Đông Hải rộng lớn. Cùng lúc đó, trong phủ họ Ngụy, Ngụy Vô Cương đứng trước mặt một bán thần với vẻ mặt hèn mọn. Vị bán thần đó có khí tức rất đáng sợ. Ông ta là thần sứ đến thiên đạo môn lần này. Ngụy Vô Cương cười, nói thần sứ đại nhân, đợi tên đó quay lại, nếu kẻ đó không chịu giao bản bát quái ra thì ngài không cần khách sáo với cậu ta, cứ giết thẳng tay. Bán thần thản nhiên đáp, dù sao thì cậu ta cũng là thiên tài của thiên đạo môn, không nên giết, phế là được rồi. Ngụy Vô Cương cười ha ha, đại nhân nhân từ, vậy thì phế thôi. Bỗng nhiên có người đến báo tin cho Ngụy Vô Thượng, ông chủ, mục tiêu đã quay về nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi đây rồi. Ngụy Vô Cương nổi giận, nhất định là lão già Tiêu Thái Tôn giở trò. Người đó liền lấy miếng ngọc bội ra, nói, lão gia, Tiêu Thái Tôn để miếng ngọc bội này trong nhà, tôi đã cho người trộm về đây. Ngụy Vô Cương cầm miếng ngọc bội lên nhìn rồi cười, nói, bên trên có khí tức của tên nhóc đó. Xem ra nó là bùa ngọc được Tiêu Thái Tôn dùng nó để liên lạc với cậu ta. Thần sứ đại nhân, dùng miếng ngọc bội này thì có thể dễ dàng tìm được người đó. Thần sứ nắm lấy ngọc bội,
lạnh lùng nói, bây giờ tôi sẽ đi tìm cậu ta. Ông ta vừa dứt lời thì cơ thể liền trở nên mơ hồ rồi biến mất hoàn toàn. Trên Đông Hải, Ngô Bình tìm đến một hòn đảo nhỏ, đặt một cái bàn lên nền đất, bày rượu và đồ nhắm, vừa thưởng thức vừa chờ vị thần sứ đó xuất hiện. Giống như anh dự đoán, sau khoảng một tiếng đồng hồ, một luồng khí tức từ phía tây ập đến, sau đó là một tiếng vang lớn, bụi đất bay tứ tung, một người đàn ông cao to đáp xuống trước mặt, cách anh không xa. Khi khói bụi tan đi, người đàn ông quan sát Ngô Bình rồi nói, không ngờ cậu còn tâm trạng ăn uống. Ngô Bình uống một ngụm rượu, nói, đợi ông lâu lắm rồi. Không phải ông muốn có bàn bát quái tiên thiên sao? Đến lấy đi. Người đàn ông giật mình, ồ, cậu biết tôi sẽ đến sao? Ngô Bình, ngọc bội là do tôi cố tình để lại, mục đích là để dụ ông đến đây. Người đàn ông nheo mắt, chắc không phải cậu cho rằng mình có thể chiến đấu với tôi đấy chứ? Ngô Bình lắc đầu, ông cũng đánh giá mình cao quá rồi. Anh vừa dứt lời thì xung quanh đảo nhỏ đột nhiên xuất hiện một bàn cờ bằng kiếm quang, là kiếm đạo thần thông mà anh vừa sáng tạo ra, ván cờ thiên địa. Đương nhiên, ván cờ này là bản đơn giản, nhiều nhất cũng chỉ dùng đến một ván nút kiếm, mỗi nút kiếm đều có sức mạnh của một vì sao. Chấm. Bàn cờ xuất hiện thì sắc mặt của người đàn ông liền thay đổi, ông ta hoảng sợ, lập tức nói, anh bạn tôi nghĩ chắc cậu hiểu lầm rồi. Ha! Tay phải anh bốc một nút kiếm, ấn nhẹ xuống, tiếng kiếm vang lên, bàn cờ lại có thêm một nút kiếm nữa. Người đàn ông tự thấy không cách nào hòa giải nữa nên liền hét lớn, khí tức toàn thân bộc phát hết ra, đằng sau xuất hiện 7 bóng ảo thần ma, mỗi bóng đều phát ra khí tức kinh người. Thần ma hộ thể, vạn kiếp bất diệt, ông ta hét lớn, khí tức đáng sợ được bộc phát ra. Sơ kiếp. Ngô Bình đưa tay lên, 10 nút kiếm lại hạ xuống. Lập tức hình thành nên tàn cục sát trận đầu tiên. Lập tức, toàn bộ sát khí trong trời đất đều quy tụ lại, 7 ảo ảnh thần ma liền bị dập tắt. Sau đó, 100 triệu vạn kiếm quang chém vị bán thần đó ra thành nghìn mảnh, ông ta chết ngay tại chỗ. Ngô Bình thu lại bàn cờ, lẩm bẩm, gì mà hư ảnh thần ma, chẳng qua cũng chỉ có vậy. Anh vừa thu lại kiếm quang thì nhìn thấy một cô gái cưỡi một con cá voi xuất hiện ở cách đó không xa. Ngô Bình vẫn còn ấn tượng với cô gái đó, lúc anh vượt lôi kiếp ở đây, cô ấy đã từng quan sát kiếp nạn cùng với một con rùa già. Chào anh, cô gái mỉm cười, chào hỏi anh. Ngô Bình, cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô gái cười, nói công tử, chúng ta thật có duyên. Sau đó, cô đưa đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh rồi nói, lúc nãy thần thông của công tử thật khiến cho người ta phải mở rộng tầm mắt. Ngô Bình mỉm cười, cô nhìn thấy rồi sao? Cô gái gật đầu, công tử không hổ là thiên tài được trời chọn, Mị Lan bái phục. Ngô Bình, cô tên Mị Lan sao? Cô gái, nên xưng hô với công tử thế nào? Ngô Bình, Lý Huyền Bình. Cô gái, anh Lý, nhà tôi ở gần đây, mời công tử đến nhà nói chuyện chơi. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, được. Hai người họ bay được một đoạn thì cô gái vung tay ngọc, không gian phía trước liền xuất hiện một lối vào, đằng sau lối vào có một động thiên khác, đó là một hòn đảo được giấu kỹ. Hòn đảo cực kỳ lớn, ít nhất cũng có diện tích bằng 10 lần Linh Xuyên, cảnh sắc trên đảo rất đặc biệt, linh khí ngập tràn. Anh hơi bất ngờ, hỏi, Mị Lan, đây là đâu? Mị Lan cười, nói, đây là ẩn đảo, thời đại tiên quốc, thiên hạ đại loạn. Rất nhiều cư dân di cư đến đây, dần dần hình thành nên diện mạo ngày nay. Để tránh chiến tranh xảy ra, chúng tôi đã giấu hòn đảo này đi, vì vậy rất ít người ngoài biết đến. Ngô Bình, trên đảo này có bao nhiêu người? Mị Lan, có hơn 10 tỷ người, người dân trên đảo an cư lạc nghiệp, không siêu thuế cũng không có chiến tranh. Ngô Bình, chỗ này quả thật không tồi. Mị Lan, tôi là con gái Vô Tương Vương trên đảo. Được Long Đế phong làm quận chúa. Ngô Bình, ồ, quan chức trên đảo là do Long Đế phong sao? Mị Lan, đúng vậy. Sống trên Đông Hải thì không thể không qua lại với Đông Hải Long Cung. Rất lâu trước đây, ẩn đảo đã tuyên bố thần phục Đông Hải Long Cung rồi. Trên đảo có 3 vị vương, đều được Long Đế phong thưởng. Ngô Bình, thì ra cô là quận chúa.
Mỹ Lan, công tử gọi tôi Mỹ Lan được rồi. Cô ấy nói cho Ngô Bình biết bố của cô ấy là môn chủ Vô Tương Môn, ẩn đảo có ba tông môn có quy mô lớn nhất, Vô Tương Môn là một trong số đó. Mỹ Lan không đưa Ngô Bình đến Vương Phủ mà đưa anh đến một căn nhà rất bình thường, căn nhà nằm yên bình giữa lòng thành phố tấp nập. Căn nhà có đến mười mấy loại mèo, thi nhau kêu meo meo. Ngô Bình, mèo của cô nuôi sao? Mỹ Lan gật đầu, đúng thế, tôi thích mèo. Lúc này, một con mèo to màu cam nhảy vào lòng Mỹ Lan, đôi mắt trong xanh của nó nhìn sang Ngô Bình, sau đó nó nghiêng đầu, nhảy vào lòng anh. Trên người con mèo có mùi thơm nhẹ, Ngô Bình thấy nó xinh đẹp, lông cũng rất mềm mượt nên cười, nói, đây là mèo gì? Mỹ Lan, mèo địa phương của đảo, tên đặt tên cho nó là Quýt Lớn. Ngô Bình rất hiếm khi ôm mèo, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thích, hai người ôm theo Quýt Lớn bước vào phòng khách. Một cô người làm bưng trà lên, Ngô Bình liếc nhìn thì phát hiện trong nhà có treo rất nhiều tranh chữ thời Tiên Quốc. Anh nói, xem ra rất nhiều thứ để lại từ thời Tiên Quốc đều được giữ ở ẩn đảo. Mỹ Lan cười, nói, đúng thế, rất nhiều thứ thời Tiên Quốc đều được giữ lại, cũng chính vì vậy nên ẩn đảo mới có thể bình yên tồn tại lâu như thế. Ngô Bình lấy ra ít thịt khô đút cho Quýt Lớn ăn rồi nói, quận chúa Mỹ Lan, cô mời tôi đến làm khách, thiết nghĩ không chỉ để nói chuyện phiếm đâu nhỉ. Mỹ Lan cười, nói, hai ngày này là đại hội tuyển chọn nhân tài 10 năm mới tổ chức một lần của ẩn đảo. Ngô Bình, đại hội chọn nhân tài là gì? Mỹ Lan, chọn ra một nhóm tu sĩ có tư chất tốt nhất trong tất cả những tu sĩ trẻ, sau đó đưa vào quốc khố của Tiên Quốc để chọn báu vật. Ngô Bình giật mình, quốc khố của Tiên Quốc sao? Mỹ Lan gật đầu, đồ trong quốc khố đều là những thứ quý giá, top 10 của đại hội tuyển chọn nhân tài đều có thể vào quốc khố chọn một số báu vật. Đương nhiên, thứ hạng càng cao thì càng được chọn nhiều đồ. Ngô Bình nói, tôi là người ngoài, chuyện này chắc không liên quan gì đến tôi nhỉ. Mỹ Lan thở dài, thật ra chuyện này cũng có liên quan đến lợi ích của Vương Phủ Vô Tương. Ngoài mặt, ba vị vương của ẩn đảo rất hòa thuận nhưng thực tế cũng có tranh chấp lợi ích. Đại hội tuyển chọn nhân tài không chỉ chọn ra thiên kiêu mà còn là một cơ hội cá cược lớn. Ngô Bình, cá cược. Mỹ Lan, ba vị vương sẽ đặt cược lớn cho đệ tử mà mình phái đi, nếu thắng thì đương nhiên sẽ kiếm được rất nhiều, còn có thể có được bảo bối trong quốc khố. Nếu thua thì sẽ tổn thất nghiêm trọng. Ngô Bình hứng thú, lẽ nào kỳ trước Vô Tương Vương thua rồi sao? Mỹ Lan cười mếu, thua mất hơn 30 tỷ đồng tiền. Ngô Bình, đồng tiền. Mỹ Lan liền lấy ra một tờ tiền, nói, là loại này, tiền được phát hành từ thời Tiên Quốc. Ngô Bình cầm lấy đồng tiên, phát hiện bên trong đồng tiên có chứa pháp lực cấp đại la, dường như còn hữu dụng hơn cả đồng thần long. Nếu dùng loại đồng tiên này bố trí trận pháp thì sẽ là nguồn năng lượng tốt hơn bất cứ thứ gì. Anh nói, e là bên ngoài không có loại đồng tiên này đâu nhỉ. Mỹ Lan, đương nhiên rồi, Tiên Quốc diệt vong lâu vậy rồi, đồng tiên đã được tiêu hết từ lâu, hiện tại cũng chỉ có ẩn đảo mới có. Ngô Bình, quận chúa nói thẳng đi, muốn tôi làm gì nào? Mỹ Lan thấy anh thẳng thắn như vậy thì cười, nói, thực lực của công tử mạnh vậy, nếu tham gia đại hội tuyển nhân tài thì nhất định sẽ đạt được giải nhất. Ngô Bình, nhưng tôi không phải người của đảo các cô. Mỹ Lan, không sao cả, công tử có thể cải trang thành một thành viên của Vương Phủ, dù gì thì Vương Phủ cũng có nhiều người thế, hai nhà kia cũng sẽ không biết điều tra từ đâu. Ngô Bình, giúp cô thì được nhưng cô định cho tôi lợi ích gì? Họ không thân nhau nên Ngô Bình không cần phải khách sáo với cô ấy. Mỹ Lan cười, nói chúng ta sẽ chia đôi số tiền kiếm được, đồ trong quốc khố thì thuộc về công tử hết. Ngô Bình, giải nhất có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mỹ Lan, phải xem tình hình cụ thể, ít thì cũng 100 tỷ, nhiều thì đến 1.000 tỷ. Ngô Bình, quán quân có thể lấy được bao nhiêu thứ từ quốc khố? 12 món, Mỹ Lan đáp, hơn nữa, nếu may mắn còn có thể tìm thấy đồ rất quý. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi hỏi, khi nào đại hội chọn thiên tài bắt đầu? Mỹ Lan, còn 7 ngày nữa. Ngô Bình, được, tôi đồng ý, 6 ngày sau, tôi sẽ đến tìm quận chúa.
Ngụy Lan vui mừng, cảm ơn công tử. Ngô Bình, phải rồi, ẩn đảo của các cô cần đan dược không? Ngụy Lan, đương nhiên cần rồi, thường thì chúng tôi hay cho người ra ngoài mua, giá cả đắt hơn bên ngoài một chút. Ngô Bình, mỗi năm toàn đảo của cô tiêu thụ khoảng bao nhiêu đan dược loại tốt? Ngụy Lan suy nghĩ rồi nói, cái đó thì tôi không biết, chắc cũng phải hơn 1.000 tỷ đồng tiên. Ngô Bình, quận chúa Ngụy Lan, tôi muốn hợp tác làm ăn với cô. Ngụy Lan, ồ, anh muốn kinh doanh cái gì? Ngô Bình, kinh doanh đan dược, sau này tôi sẽ phụ trách toàn bộ đan dược cao cấp trên đảo của các cô, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cô ta ngạc nhiên, chỗ anh có đan sư giỏi sao? Ngô Bình nói, đương nhiên là có. Ngụy Lan suy xét một lúc, được rồi, những đan dược bán ra, tôi lấy 20%, còn lại đều là của anh, thế được không? Ngô Bình, không thành vấn đề, cô phụ trách đầu ra, tôi chịu trách nhiệm cung ứng hàng hóa, lãi thì chia 28. À phải rồi, nhân tiện mấy ngày nay cô có thể điều tra thị trường, liệt kê ra những đan dược cao cấp bán chạy nhất, như thế tôi mới có thể tìm người luyện chế. Ngụy Lan nói, ừ, lần sau anh đến tôi có thể đưa danh sách cho anh. Nói thêm vài câu nữa, Ngô Bình cho hay quyết lớn ăn thịt rồng khô rồi lập tức quấn lấy Ngô Bình. Dù thế nào cũng không chịu buông ra, Ngô Bình chỉ còn cách ôm nó bỏ đi. Anh tạm thời không quay về Thiên Đạo Môn, dù sao thần sứ đó cũng vừa chết, anh phải tránh đầu sóng ngọn gió. Lúc đi về phía Tây, anh đi ngang qua vùng lân cận Tiên Phủ Quảng Thành. Anh thầm nói, Tiên Phủ này cũng nên được mở rồi, nhưng truyền thừa của mình đã đủ nhiều, chỉ bằng đưa cơ duyên này cho Thanh Nghiên. Nghĩ đến đây anh phân hóa thân ra để đi dẫn Chu Thanh Nghiên đến đây. Còn bản thể thì đi thẳng đến Tiên Phủ Quảng Thành. Lần trước anh tìm được vị trí đại khái của Tiên Phủ Quảng Thành bằng la bàn, lần này đã nhanh chóng tìm được. Anh mở nhìn thấu vạn vật ra, phát hiện một cái không gian rộng lớn dưới lòng đất có, lớn hơn Long Hổ Tiên Cảnh ít nhất 10 lần, nhưng không gian này bị lực thứ nguyên bao trùm, ngăn cách với thời không hiện tại nên tu vi có cao đến đâu cũng không nhìn thấy nó. Cũng may mình có bí lực thứ nguyên. Nếu không cũng không cách nào đi vào Tiên Phủ, anh lẩm bẩm. Đúng lúc này Chu Thanh Nghiên được hóa thân dẫn đến, cô ấy cười hỏi, Huyền Bình, anh gọi em đến có việc gì à? Ngô Bình, Thanh Nghiên, nơi này là Tiên Phủ của Quảng Nguyên Đạo Tổ, anh muốn giúp em nhận được truyền thừa nơi này. Chu Thanh Nghiên hỏi, Quảng Thành Đạo Tổ mạnh lắm sao? Ngô Bình, đương nhiên rồi, năm đó Quảng Thành Đạo Tổ là một trong những tiên nhân mạnh nhất. Là sư phụ của hoàng đế, em nghĩ cảm ông ấy có lợi hại không? Hơn nữa, đó là chuyện đã lâu trước đây rồi, không biết bây giờ tu vi của Quảng Thành Tử cao đến mức nào rồi. Chu Thanh Nghiên hơi lo lắng, em có được không? Thật ra tư chất của cô ấy rất bình thường, mặc dù có Ngô Bình giúp đỡ nhưng tu vi vẫn không bật lên được. Ngô Bình cười nói, sao lại không được chứ, anh sẽ làm cho em trở thành thiên tài. Cái gọi là trở thành thiên tài dĩ nhiên là tu luyện âm dương hợp hòa thần công. Chu Thanh Nghiên gật đầu, được, vậy liều đi. Ngô Bình đáp xuống một đỉnh núi, vừa nhảy lên đã rơi xuống dưới đến một nơi sâu mấy ngàn mét. Rất nhanh anh đã tìm được cấm chế thứ nguyên, lúc này anh lập tức sử dụng bí lực thứ nguyên, ấn vào cấm chế, một cánh cửa ánh sáng bỗng xuất hiện trước mặt, anh kéo Chu Thanh Nghiên đi vào trong đó. Đi xuyên qua cánh cửa ánh sáng, hai người bước vào một thế giới kỳ diệu. Thiên đạo của thế giới này rất hoàn chỉnh. Ngô Bình ngạc nhiên nói, một nơi tốt thế này. Chu Thanh Nghiên, Huyền Bình, nơi này là Tiên Phủ Quảng Thành sao? Em còn tưởng chỉ là một tiên phủ thôi chứ, không ngờ lại lớn như thế. Ngô Bình, tiên sự Quảng Thành là người thường à? Dĩ nhiên tiên phủ của ông ấy không thể xem thường rồi. Anh cũng không vội đi tìm tiên phủ. Bay đến cạnh một cái hồ nhỏ tìm vùng đất bằng phẳng rồi chuyển một căn nhà mà Lỗ Ngọc xây ra. Sau đó các vật dụng sinh hoạt thường ngày được anh rời vào nhà, nhất là một cái giường lớn rất mềm mại. Chu Thanh Nghiên đỏ mặt, Huyền Bình, đã nói đến đây để tu luyện mà, hóa ra là gạt em à. Ngô Bình, thì tu luyện thật ra, tu luyện âm dương hòa hợp thần công, như thế mới có thể nâng cao tư chất của em. Quyết lớn bị ném vào trong sân ăn thịt khô, Chu Thanh Nghiên và Ngô Bình thì lại làm loạn ở trong nhà. Sang đến hôm sau, từ sáng sớm Chu Thanh Nghiên đã nấu một ít đồ ăn,
hai người vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa thưởng thức rượu ngon, hoàn toàn quên mất mục đích của chuyến đi này. Qua một ngày tu luyện hôm qua, thể chất của Chu Thanh Nghiên đã đạt đến cấp độ của nhân hoàng nhưng vẫn chưa xong, Ngô Bình đã sử dụng kỹ năng y thuật, giúp cô ấy mở ra 4 điểm nhân tàng, 4 điểm bí tàng, 2 điểm thiên tàng, thuận lợi tiến vào cảnh giới bất tử. Mãi đến ngày thứ 5, Ngô Bình mới dẫn Chu Thanh Nghiên đi tìm Tiên phủ Quảng Thành. Cánh cửa Tiên phủ mở ra, Chu Thanh Nghiên vừa bước vào đã bị một tia tiên quang khóa chặt, sau đó tiên quang 7 màu từ trên trời giáng xuống, tẩy sạch cơ thể và thần hồn của cô ấy. Mấy tiếng đồng hồ sau, tiên quang biến mất, Chu Thanh Nghiên mở mắt ra, vui mừng nói, Huyền Bình, em đã được tiên sư công nhận rồi, lát nữa sẽ chuyển công pháp cho em. Ngô Bình, mất bao lâu? Chu Thanh Nghiên, giọng nói kia nói khi nào em trở thành chân tiên thì mới có thể ra khỏi đây, ra ngoài trải nghiệm. Ngô Bình, chân tiên sao? Vậy thì rất lâu. Chu Thanh Nghiên nói, không sao, người tu hành sống lâu, nhoáng một cái đã đi qua mất rồi. Ngô Bình nói, được rồi, cứ một khoảng thời gian anh sẽ đến thăm em. Anh nhìn quyết lớn ở lại với em nhé. Chu Thanh Nghiên, lúc anh đến, em có thể là đang đi tham gia thử luyện hoặc bế quan nên lúc em không có ở đây, anh nhớ để lại ít đồ ăn ngon cho em. Ngô Bình khẽ cười, anh biết rồi. Vừa dứt lời, Chu Thanh Nghiên đã biến mất, cũng không biết đi vào không gian nào để tu hành. Ngô Bình cũng không đợi cô ấy nữa, lập tức ra khỏi tiên cảnh Quảng Thành. Anh về ở trong nhà một ngày, ngày hôm sau lại đến ẩn đảo. Bên ngoài ẩn đảo, Mỹ Lan đã đợi Ngô Bình ở đó từ trước. Hai người vừa gặp nhau, cô ta lấy một bức chân dung ra nói, làm phiền anh biến thành dáng vẻ của người trong tranh. Ngô Bình liếc nhìn một cái rồi lắc mình, lập tức biến thành một thanh niên mặt mày tuấn tú, cao khoảng 1m9, vô cùng cao lớn. Mỹ Lan rất hài lòng, người mà công tử giả dạng là Hà Linh Vận, đệ tử của Vô Tương Môn. 10 năm nay hắn luôn bế quan tu luyện nên bên ngoài biết rất ít về tu vi của hắn. Ngô Bình, chắc là Tam Vương muốn bồi dưỡng không ít nhân tài giống nhau nhỉ. Mỹ Lan, đúng thế, nên chúng ta không thể sơ suất. Ngô Bình, ừ, về rồi nói. Mỹ Lan dẫn Ngô Bình đến một căn nhà này chính là nơi Hà Linh Vận sống trước đây, nằm trong Vô Tương Môn. Ngô Bình hỏi, người thật đâu? Mỹ Lan, 8 năm trước, Hà Linh Vận luyện công xảy ra vấn đề, tu vi mất hết, không đến nửa năm đã chết. Ngô Bình, các cô che giấu tin tức về cái chết của anh ta. Mỹ Lan gật đầu, đúng thế, như vậy mới không có ai nghi ngờ. À phải rồi, Hà Linh Vận có một người vợ chưa cưới là cô cả nhà họ Phương ở ẩn đảo. Mặc dù thế lực của nhà họ Phương không hùng mạnh bằng Tam Vương nhưng không nên xem thường, bây giờ anh giả mạo Hà Linh Vận, cô cả nhà họ Phương có thể tìm đến anh. Ngô Bình, Hà Linh Vận có người nhà không? Mỹ Lan, Hà Linh Vận là trẻ mồ côi, là con trai nuôi do bố tôi nhận nuôi, không có người nhà. Ngô Bình, ừ, vậy thì được. Mỹ Lan, nhưng Hà Linh Vận khá đào hoa, có không ít đệ tử nữ của Vô Tương Môn đều có mối quan hệ với anh ta. Ngô Bình sửng sốt, lập tức hiểu ra vấn đề nói, xem ra là một tên đa tình. Mỹ Lan, anh không cần để tâm đến họ là được rồi. Ngô Bình, đã chuẩn bị xong danh sách chưa? Mỹ Lan lấy một tờ danh sách ra, trên đó có viết hơn 50 loại đan dược, đồng thời còn viết rõ giá của các loại khác nhau trên ẩn đảo, cũng như số lượng nhu cầu của toàn đảo. Anh đọc lướt qua, đa số các đan dược trong danh sách đều có luyện chế, hơn nữa dược liệu cũng không thành vấn đề bèn nói, nửa tháng sau, tôi sẽ đưa cho cô một lô đan dược, đến lúc đó cô xem thử. Mỹ Lan, công tử, những đan dược này càng có chất lượng cao thì càng dễ bán. Thật ra về cơ bản đan dược chất lượng cao đều bị Tam Vương độc quyền, các nhà khác có tiền cũng không mua được. Nếu chúng ta có thể sản xuất ra đủ số lượng đan dược chất lượng cao, chắc chắn sẽ không đủ cầu. Ngô Bình, đan dược của tôi thấp nhất cũng là vương phẩm. Mỹ Lan ngạc nhiên, vương phẩm. Phải biết là trên ẩn đảo mấy năm mới xuất một lần đan dược vương phẩm. Ngô Bình, đừng ngạc nhiên, thầy luyện đan của tôi đều là đỉnh cấp, chuyện này để sau hãng nói, tiếp theo tôi làm thế nào? Mỹ Lan, cứ đợi đi,
sau đó ngày mai đi tham gia đại hội tuyển chọn. Có bao nhiêu người biết thân phận của tôi? Mỹ Lan, ngoài tôi thì chỉ có phụ vương của anh. Ngô Bình gật đầu, ừ. Mỹ Lan nói thêm vài câu rồi chào tạm biệt, đồng thời để lại một cuốn sổ nhỏ ghi lại vài thông tin về Hà Linh Vận. Ngô Bình ghi nhớ trong cuốn sổ nhỏ để không bị người khác phát hiện. Tất nhiên cách tốt nhất không muốn để người khác nhận ra là ở trong nhà không ra ngoài, anh định thế đến ngày mai. Nhưng anh lầm rồi, Mỹ Lan vừa đi được 10 phút thì có người đẩy cửa bước vào. Đây là một đệ tử nữ, dung mạo cực kỳ xinh đẹp, cô ta vừa bước vào đã nhào vào lòng Ngô Bình làm anh giật mình. Cô ta ôm Ngô Bình, anh bế quan một lần những 10 năm, nhớ anh quá đi thôi. Ngô Bình rất ngượng, anh không quen người phụ nữ này, chỉ khẽ thở dài nói, 10 năm nay tôi cũng sống rất vất vả. Sau đó nhẹ đẩy đệ tử nữ ra, ngày mai tôi còn phải tham gia đại hội tuyển chọn, thế nên... Người phụ nữ mừng rỡ, tông chủ bảo anh tham gia sao? Tốt quá, sư huynh Linh Vận, tư chất của anh tốt như thế, chắc chắn có thể lấy được thành tích cao, đến lúc đó anh nhất định phải cưới em. Thứ vô liêm sỉ, cô mà cũng xứng gả cho chồng tôi à? Cánh cửa bỗng bị đạp mở ra, một người phụ nữ cao lớn bước vào, gương mặt khá giống đàn ông, giọng nói cũng ồm ồm. Nhìn thấy cô ta, đệ tử nữ hoảng hốt nói, cô Phương. Ngô Bình ngây người, đây là vợ chưa cưới của Hà Linh Vận. Chẳng lẽ tên này có bệnh về mắt sao? Nhìn đệ tử nữ xinh đẹp phía sau rồi lại nhìn cô Phương cao to phía trước, Ngô Bình quyết định đứng ra bênh vực Hà Linh Vận đã chết, anh nói cô Phương, chúng ta không hợp nhau, chúng ta hủy hôn ước đi. Cô Phương sửng sốt, nổi giận, được thôi, Hà Linh Vận, lúc đầu anh đã tiêu tốn nhiều tài nguyên của nhà tôi để tu hành như thế. Bây giờ muốn nuốt lời, anh mơ đi. Thật ra sở dĩ ban đầu Hà Linh Vận bế quan có khả năng lớn là vì không muốn cưới cô Phương này, thế nhưng hắn lại không may, chết trong lúc bế quan. Ngô Bình, ngày mai tôi tham gia đại hội tuyển chọn, đợi tôi vào được quốc khố sẽ trả không thiếu một phân tiền cho cô, trả cả lãi lẫn vốn. Cô Phương cười mỉa, nếu anh có bản lĩnh vào đến top 10 đại hội, lúc đầu còn cần tôi tiếp tế cho anh sao? Ngô Bình, con người có lúc phải đổi vận chứ, bây giờ tôi có thể rồi. Mời cô Phương về cho. Cô Phương cười khẩy, xem ra anh vẫn chưa bỏ cuộc cho đến giây phút cuối cùng. Được lắm, chỉ cần anh có thể lọt vào top 10, tôi có thể hủy bỏ hôn ước, hơn nữa tôi không đòi lại những tài nguyên mà tôi đã đưa cho anh năm đó. Nhưng nếu anh không vào được top 10 thì ngoan ngoãn cưới tôi đi. Ngô Bình lập tức nói, một lời đã định. Cô Phương cười mỉa xoay người bỏ đi, đệ tử nữ phía sau thở phào, sư huynh, con quỷ cái này đáng sợ quá, không thể cưới cô ta. Ngô Bình, sư muội, tôi còn phải tu luyện, chúng ta có cơ hội sẽ nói chuyện sau. Đệ tử nữ cười ngọt ngào, vâng, sư huynh, vậy tối mai em đến tìm anh, nói rồi cô ta hôn lên mặt Ngô Bình một cái rồi vui vẻ rời đi. Đọc full tại tamlins247.vn. Cô gái này vừa đi thì lại có người gõ cửa. Cả buổi sáng, Ngô Bình không làm gì khác ngoài việc đón tiếp 7 đệ tử nữ, tất cả đều rất xinh đẹp, vóc dáng sexy. Anh không khỏi nghĩ thật ra mắt nhìn của Hà Linh Vận khá tốt. Cuối cùng buổi chiều cũng được yên tĩnh, Ngô Bình tiếp tục tu luyện bất tử kinh, sau khi luyện hóa tinh trần thì được gọi là thọ cùng trời đất. Bước này tương đối khó, may mà căn cơ của anh khá sâu nên anh cũng không sợ khó. Thật ra thọ cùng trời đất phải phù hợp với tần số của trời đất, tâm trời và lòng người hợp nhất thành một, từ đó đạt đến trạng thái cơ thể của bản thân là thiên địa, trời đất là cảnh giới của thân mình. Đương nhiên nhiều lúc trạng thái này có thể dùng để dưỡng sinh, nhưng nếu dùng để đánh nhau thì có thể nhờ đến sức mạnh thiên địa. Ngô Bình hoàn toàn không xa lạ gì với bản lĩnh này, anh đã có chuẩn bị từ trước, ý nghĩa thiên tượng của anh cũng tương tự như thế. Chỉ trong vài giờ, anh cảm nhận được cơ thể của mình đã được hòa làm một với trời đất, thần niệm của anh được phóng đại đến vô hạn, bao phủ cả thế giới của toàn bộ đại lục Côn Luân. Bước đột phá nhất thời thật ra là kết quả của từng bước nỗ lực kiên định và vững chắc của anh, tích lũy rất nhiều, cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái. Chỉ cần anh giữ vững trạng thái này, trừ khi thế giới này bị hủy diệt, nếu không anh sẽ không chết, đây là ý nghĩa thật sự của thọ cùng trời đất.
Đợi đến khi đột phá, anh mới nhận ra trời sắp sáng rồi, qua nửa tiếng nữa, Mỹ Lan đến gõ cửa. Vào đi. Mỹ Lan cười hỏi, tối qua công tử thế nào? Cô ta lời ngoài ý trong, Ngô Bình nói, cô nghĩ nhiều rồi, chỉ có một mình tôi. Mỹ Lan, công tử là chính nhân quân tử. Ngô Bình không muốn tốn sức nói với cô ta mấy chuyện này bèn hỏi, bao giờ chúng ta đi? Mỹ Lan, đợi lát nữa chúng ta sẽ xuất phát, bây giờ tôi và công tử nói một chút về chuyến đi đến đại hội lần này. Cô ta nói cho Ngô Bình biết đại hội lần này có 3 ải khảo sát và 2 trận đấu, 3 bài kiểm tra lần lượt sử dụng 3 món bảo vật của thời đại tiên quốc, kiểm tra 3 thiên phú của tu sĩ. Khi nghe đến tên của những bảo vật này, tim Ngô Bình không khỏi nảy lên, vì 3 thứ này đều là bảo vật mà anh cầu cũng không được. Trong 3 món bảo vật này, món đầu tiên là lò quẻ. Chiếc lò này được dùng như dụng cụ kiểm tra các thí sinh, thời gian ở trong lò được càng lâu thì có nghĩa thể chất càng tốt. Trong lịch sử, tu sĩ ở được lâu nhất trong lò quẻ là 39 hơi thở. Cái lò này là do lão quân để lại, là đồ của lão tổ tông. Đối với Ngô Bình, đây đương nhiên là báu vật. Món thứ hai có nguồn gốc từ thời thượng cổ, tên là cuộn giấy thái cổ. Nó là một cuộn giấy, bên trên có ghi quyền pháp, lai lịch của nó đến nay vẫn chưa được làm rõ. Có cuốn sách ghi lại, tu sĩ có kết quả tu luyện tốt nhất là luyện được tới thức thứ 30 của cuộn giấy này. Hơn nữa, tên người đầu tiên luyện được mỗi thức của bộ quyền pháp này sẽ hiện lên trên cuộn giấy. Ngô Bình đoán rằng cuộn giấy này tuyệt đối không phải thứ tầm thường, có lẽ nó liên quan đến việc tu luyện của Thái Cổ chân nhân. Mà bộ quyền pháp đó chắc chắn cũng rất có ích đối với anh. Món bảo vật thứ ba gọi là bia tiên. Theo truyền thuyết, nó là một trong những khởi nguồn của tiên đạo. Trên bia tiên có một số chữ và hình ảnh thần kỳ. Tu sĩ nào có thể giải nghĩa những hình ảnh trên bia tiên và mô phỏng lại càng giống thì càng được điểm cao. Sau 3 bài thi, đại đa số người thi đã bị loại, không thể tiếp tục tham gia 2 vòng sau. 2 vòng sau, vòng đầu là hỗn chiến. Tất cả những người tham gia bị đưa vào một không gian, sau đó họ sẽ chiến đấu với nhau. 15 người sau cùng trụ vững được sẽ vào vòng đấu tiếp theo. Vòng đấu thứ hai là vòng đấu của 15 tu sĩ vượt qua vòng đấu trước, mỗi trận thắng sẽ được cộng điểm. Sau cùng, sẽ xếp loại theo điểm tổng để chọn ra 10 người đứng đầu. Sau khi biết nội dung cuộc thi, Ngô Bình đáp, không vấn đề gì. Có điều, có việc này muốn nhờ cô giúp đỡ. Mỹ Lan, mời công tử nói. Tôi muốn mua cái lò quẻ đó. Mỹ Lan sững sờ, mua lò quẻ. Việc này. Ngô Bình mỉm cười nói tiếp, đối với ẩn đảo thì nó chỉ là một pháp khí dùng để kiểm tra tu sĩ, hơn nữa hiệu quả cũng không quá tốt. Nếu như bán lò quẻ cho tôi thì tôi có thể giúp ẩn đảo xây dựng nên trận pháp quái tiên huyền diệu. Trận pháp này không chỉ chọn được ra những người có tư chất tốt mà còn có thể đưa ra đánh giá một cách chi tiết và chuẩn xác. Mỹ Lan rất kinh ngạc, công tử còn có thể tạo nên đại trận kỳ diệu như vậy sao? Ngô Bình, nếu mọi người không tin, tôi có thể tạo đại trận trước. Sau đó mọi người có thể suy nghĩ xem có muốn bán lò cho tôi không? Mỹ Lan gật đầu, được, việc này tôi sẽ nói với phụ vương, bảo người bàn bạc với 2 vị vương gia còn lại. Có điều, giá của lò quẻ chắc chắn sẽ rất cao. Ngô Bình, quận chúa Mỹ Lan, có thể giúp tôi tính sơ sơ giá của lò quẻ được không? Mỹ Lan nghĩ ngợi một lát rồi đáp, thực ra có một thầy luyện đan của Long tộc ở Đông Hải Long Cung cũng từng hỏi mua lò quẻ. Giá khởi điểm ban đầu lên tới 2.000 tỷ đồng tiên. Ngô Bình sững sờ, 2.000 tỷ. Mỹ Lan, nhưng lúc đó, thầy luyện đan kia không thể giúp chúng tôi lập đại trận để kiểm tra tu sĩ nên giá cao là đương nhiên. Còn công tử có thể giúp chúng tôi lập ra đại trận có hiệu quả tương đương thì giá cả sẽ vào khoảng 1.000 tỷ. Ngô Bình thở hắt một hơi, 1.000 tỷ, vậy cũng không rẻ chút nào. Anh nghĩ ngẫm một lát rồi hỏi, lúc cá cược, tôi có được tham gia không? Mỹ Lan cười đáp, đương nhiên là được rồi, tôi có thể đại diện anh để cược giúp. Ngô Bình, trong tay tôi không có đồng tiên, chỉ có đồng thần long. Mỹ Lan, cũng được. Trên ẩn đảo này thì một đồng tiên bằng 5 đồng thần long, cho nên anh có thể đi đổi tiền. Ngô Bình nghĩ ngẫm một lát rồi lấy ra 750 tỷ đồng thần long,
đưa cho Mỹ Lan rồi mỉm cười nói, chỗ này tương đương với 150 tỷ đồng tiền, cô giúp tôi cược nhé. Mỹ Lan gật đầu, được, xin công tử cứ yên tâm. Nói thêm vài câu xong, Ngô Bình liền cùng Mỹ Lan đến chỗ diễn ra bài khảo hạch đầu tiên. Ở bên ngoài địa điểm thì người đông như kiến cỏ, nhưng thân phận của Ngô Bình là người của Vương Phủ Vô Tương nên anh vừa tới là được vào thi ngay chứ không cần xếp hàng. Vòng thi số 1 chính là bài thi dùng là quẻ. Tiêu chuẩn đánh giá vô cùng đơn giản, ai ở trong lò được lâu nhất thì điểm cao nhất. Khi tới gần cái lò, Ngô Bình phát hiện bên trên nó có những phù văn huyền diệu, có thể liên kết với quái bản tiên thiên. Chiếc lò này cao chừng 2 mét, toàn thân màu xám bạc. Lúc này, trong lò có một tu sĩ, người này đã kiên trì được 10 hơi thở. Người bên ngoài đang đếm cho anh ta. 11 hơi, 12 hơi, 10. Còn chưa đếm xong 13 hơi thở, người bên trong hô to, thả tôi ra, chịu không nổi nữa rồi. Ngay lập tức, người bảo vệ lò mở cửa lò, một nam tu sĩ bốc cháy khắp người nhảy ra. Người phụ trách nói, tiếp theo. Mỹ Lan nói, đây rồi. Sau đó cô gật đầu với Ngô Bình. Ngô Bình bước vào lò quẻ, và ngay khi anh bước vào, quái bản tiên thiên của anh bắt đầu phát sáng, kết hợp với phù văn bên ngoài của lò quẻ. Sau đó, lò quẻ được khởi động, một ngọn lửa thần bí bắt đầu thiêu đốt anh. Ngọn lửa này rất kỳ diệu, nó có thể đốt cháy những tạp chất trong thể xác và linh hồn con người, cho nên càng có nhiều tạp chất thì càng đau đớn. Tuy nhiên, cơ thể của Ngô Bình giống như thủy tinh, thần giống như mặt trời mạnh mẽ và rất ít tạp chất. Vì vậy anh chỉ cảm thấy hơi khó chịu lúc ban đầu. Nhưng rất nhanh, sự khó chịu này biến mất, thay vào đó là một cảm giác rất thoải mái, giống như một người nằm trên bãi biển, phơi nắng và gió biển. Thậm chí, Ngô Bình vì quá thoải mái nên đã lấy một ít thịt ra nướng bằng lửa của lò. Ngọn lửa có thể loại bỏ tạp chất trong thịt, khiến thịt trở nên vô cùng thơm ngon và tinh khiết. Người bên ngoài ban đầu cũng thấy bình thường. Nhìn chung, người đi vào có thể cầm cự mười mấy hơi thở. Nhưng 10 hơi thở trôi qua, 30 hơi thở trôi qua, Ngô Bình vẫn không đi ra. Này, không phải anh bạn kia ngất trong đó rồi chứ? Ai đó thắc mắc. Trước đây cũng từng xảy ra tình huống tương tự, có người giãy giụa vì chịu không nổi đau rồi ngất đi, cuối cùng bị thiêu thành tro. Người phụ trách vội gõ vào vách lò hỏi, có thể nói chuyện không? Ngô Bình, vẫn khỏe ri, đừng làm ồn. Mọi người nhìn nhau, Ngô Bình vẫn ổn, thậm chí giọng anh nghe như có vẻ rất thích ở trong đó. 30 nhịp thở, trời ạ, người này định phá kỷ lục sao, một người thốt lên. 30, 39, 40 nhịp thở, phá kỷ lục rồi, một người khác hét lên. Mỹ Lan cũng không kinh ngạc. Bởi vì cô sớm đã nhận ra Ngô Bình là thiên tài. Cô ấy khẽ mỉm cười nói, mọi người đoán xem anh ấy có thể ở trong đó bao lâu. Chắc phải được 50 hơi thở đấy nhỉ, ai đó nói. Có trời mới biết, dù sao thời gian càng trôi qua, cảm giác đau sẽ càng dữ dội hơn. Mà nếu như tạp chất quá nhiều, cuối cùng sẽ bị đốt thành tro bụi. Sau khi Ngô Bình nướng một miếng thịt và ăn xong, thời gian vừa vặn là 100 hơi thở. Anh cảm thấy không cần phải nán lại thêm nữa, kỷ lục đã bị phá rồi nên nói, được rồi đấy. Người bên ngoài vội vàng mở cửa lò, Ngô Bình bình tĩnh đi ra ngoài, hỏi, 100 hơi thở phải không? Mỹ Lan cười nói, 103 hơi thở, anh còn lợi hại hơn người mạnh nhất trong lịch sử nhiều. Ngô Bình bình thản nói, quận chúa, chúng ta tới chỗ khảo hạch thứ hai đi. Ngay lập tức, Ngô Bình trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Việc kiên trì 100 hơi thở trong lò quẻ là một điều rất đáng nể. Bài kiểm tra thứ hai diễn ra trong một đại điện lớn, bên ngoài hội trường vẫn xếp hàng dài. Đương nhiên Ngô Bình vẫn không cần xếp hàng mà được Mỹ Lan trực tiếp dẫn vào bên trong. Chỉ thấy ở trước cuộn giấy thái cổ có 10 người đang khua tay múa chân, bọn họ đang luyện quyền pháp ghi trên cuộn giấy. Cuộn giấy này rất dài, phải đến hơn 1.000 mét. Nhưng 10 người này chỉ có thể luyện được 50 mét đầu bởi họ không thể nào lĩnh hội được quyền pháp ở 50 mét đằng sau. Khi người phụ trách nhìn thấy Mỹ Lan, ông ta mỉm cười chào hỏi, quận chúa Mỹ Lan. Mỹ Lan, để anh ấy thử xem. Ngô Bình đi tới, nhìn từ đầu cuộn giấy.
Trang đầu này miêu tả thức đầu tiên của bộ quyền pháp. Nhìn thấy thức quyền pháp này, chân lực trong cơ thể anh lập tức trở nên sôi sục, dường như nó thực sự muốn luyện bộ quyền pháp này theo chỉ dẫn trên cuộn giấy. Anh thậm chí không cần điều khiển cơ thể mình, chỉ cần dùng mắt để nhìn, cơ thể sẽ tự động tập thế đầu tiên, sau đó là thế thứ hai, thế thứ ba. Cứ như vậy anh luyện liền một mạch đến thức thứ 24, động tác vô cùng thành thục và điêu luyện. Đây cũng là do trước đó anh đã luyện tới cảnh giới cự linh chân nhân của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh. Ngoài ra còn do thể chất hơn người của anh và sự bổ trợ của các công pháp anh đã từng tu luyện từ trước đó. Nói cho cùng, căn cốt của anh quá tốt nên quyền pháp kia với anh là chuyện nhỏ như con thỏ. Giờ phút này, phía sau anh đã không có người nào khác, bởi vì người giỏi nhất cũng chỉ học được tới quyền pháp thứ 13, kém xa anh. Ngô Bình không để ý đến người khác, toàn bộ tâm trí anh đều đặt ở quyền pháp trên cuộn giấy. Thức thứ 25, 30, 40. Khi anh luyện đến thức thứ 30, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Phải biết rằng toàn bộ cuộn giấy này chỉ có 100 lẻ mấy thức, mà Ngô Bình đã luyện tới 1/3. Những người xung quanh đều đừng động tác và nín thở theo dõi từng động tác của Ngô Bình. Sau 30 thức đầu, Ngô Bình không còn chỉ dựa vào bản năng cơ thể được nữa, anh cũng cần phải suy nghĩ cân nhắc. Thức thứ 70, 90, 100. Sau thức thứ 102, các quyền thức trở nên khó hơn, tốc độ tu luyện của anh chậm lại, nhưng Ngô Bình vẫn tiến về phía trước. 5 giờ sau, Ngô Bình đã luyện xong thức thứ 107. Anh chỉ còn 3 thức nữa là hoàn tất bộ quyền thuật trong cuộn giấy. Đôi mắt đẹp của Mỹ Lan sáng ngời, cô nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Cô muốn xem kỳ tích gì sẽ xảy ra khi luyện hết 110 chiêu trên cuộn giấy này. Tuy nhiên, Ngô Bình đột nhiên dừng lại, nhìn vào thức thứ 110 rồi lẩm bẩm, mấy thức cuối cùng này tại sao lại thừa ra như vậy nhỉ? Mỹ Lan vội vàng hỏi, sao vậy? Ngô Bình, 107 thức đầu tiên liền mạch và kết nối hoàn hảo với nhau, nhưng 3 thức cuối cùng lại rất lạc quẻ. Nó giống như đầu con ếch gắn với thân con rồng vậy. Đó là bởi vì 3 thức cuối là do một vị đại thánh thêm vào, đột nhiên một giọng nói già nua từ trong đám người vọng đến. Một lão già râu tóc bạc trắng mỉm cười đi ra. Nhìn thấy ông cụ này, Ngô Bình giật mình, bởi vì ông ta có tu vi rất cao, là một đạo quân. Ngô Bình vội vàng hành lễ, hân hạnh được gặp đạo quân. Ông lão cười ha ha và nói, lão già này từng là đại tướng quân trấn giữ phía tây của Tiên Quốc, Tư Không Vũ. Tất cả mọi người kinh ngạc, đại tướng quân của Tiên Quốc. Mỹ Lan vội vàng hành lễ, hân hạnh được gặp Tư Không tiền bối. Lão già gật đầu đáp, không cần khách sáo, 3 chiêu cuối không cần luyện đâu, chúng ta đi khảo thí lần thứ 3 đi. Ngô Bình gật đầu, sau đó tiến hành bài kiểm tra thứ 3. Phía sau anh là một nhóm người thậm chí đã từ bỏ bài kiểm tra của chính mình để xem bài kiểm tra tiếp theo của Ngô Bình. Tư Không Vũ cũng đi theo, ông ta có vẻ rất quan tâm đến Ngô Bình. Lần kiểm tra thứ 3 tiến hành ở một đại điện khác, trong điện có một tấm bia. Tấm bia cao 100 mét, rộng 70 mét, trên bia khắc rất nhiều chữ và hình thù không rõ ý nghĩa. Đây được gọi là bia tiên. Để Ngô Bình tập trung vào bài kiểm tra, các đệ tử ban đầu ở trong đại điện đã được giải tán trước. Đứng trước tấm bia, Ngô Bình liếc nhìn nó và hỏi, đạo quân có biết nguồn gốc của tấm bia tiên này không? Ông cụ già đáp, nghe nói, vào thời mà tiên đạo còn hưng thịnh, từ trên trời giáng xuống 5 tấm bia tiên. Hậu nhân tu hành tiên đạo đều là nhờ 5 tấm bia tiên này. Đối với truyền thuyết như vậy, Ngô Bình thật sự không tin. Anh nhìn tấm bia, cố gắng lĩnh hội nội dung bên trên. Chữ và các hình thù trên đó rất kỳ lạ, cũng không phải tiên văn, muốn lĩnh ngộ cũng không biết bắt đầu từ đâu. Sau khi xem xét một lúc, Ngô Bình không tìm thấy thông tin gì có giá trị, vì vậy anh đã mở mắt thấu thị để xem kỹ hơn. Khi nhìn lại, anh phát hiện ra một điều bí ẩn, hóa ra các chữ và hình thù trên tấm bia không hề tách riêng mà có mối liên kết với nhau. Vì vậy, anh suy nghĩ về tất cả các chữ cái và hình thù đó trong đầu để sắp xếp chúng lại với nhau. Có vô số cách để sắp xếp và kết hợp những ký tự này, nhưng chỉ có một cách chính xác. Cũng may, con mắt thấu thì có thể tìm thấy mối liên hệ giữa chúng, vì vậy anh nhanh chóng thành công. Cuối cùng,
Tất cả các chữ cái và hình vẽ được sắp xếp lại trong đầu Ngô Bình, tạo thành một sinh vật có hình dạng kỳ lạ. Nó há miệng và phát ra âm thanh, như thể đang nói với anh điều gì đó. Ngô Bình suy nghĩ một lát liền hiểu ra, muốn hiểu rõ tất cả, nhất định phải xem nốt 4 tấm bia tiên còn lại. Nghĩ tới đây, anh lập tức cầm bút lên, vẽ một ít ký tự và hình thù lên một tờ giấy. Tính đến nay, người đạt kết quả cao nhất trong lịch sử viết được 25 ký tự, 4 hình vẽ. Thành tích của Ngô Bình rõ ràng là tốt hơn nhiều, anh viết được 50 ký tự và hình vẽ, một lần nữa đạt điểm cao nhất trong lịch sử. Tư Không Vũ mỉm cười, nói quả là một thiên tài từ trên trời rơi xuống. Khi Ngô Bình bước ra khỏi sảnh, Mị Lan đột nhiên thở dài. Ngô Bình hỏi, sao vậy? Mị Lan thở dài đáp, anh làm tốt như vậy, người khác sao dám cược anh thua? Ngô Bình biết phen này sẽ rất khó kiếm tiền. Anh nói, đối với những chuyện thế này, kiếm được tiền thì tốt. Nhưng không kiếm được thì cũng không có gì đáng tiếc. Mị Lan gật đầu, anh nói phải. Sau đó cô nói, ba bài khảo hạch này sẽ kéo dài trong 7 ngày tới, anh có thể trở về nghỉ ngơi một thời gian. Ngô Bình, 7 ngày. Vậy tôi có việc phải đi đã, mấy ngày nữa sẽ trở lại. Nếu có việc gấp, cô cứ liên hệ với tôi. Mị Lan, được, vậy để tôi tiễn anh. Cô ấy tiễn Ngô Bình ra tới ven của ẩn đảo, sau đó Ngô Bình bước ra khỏi cấm chế. Anh bay được một lúc thì cảm thấy bị khóa chặt bởi hai thần niệm rất mạnh. Anh đứng lại, bình tĩnh quay về phía sau thì thấy hai bóng người bay về phía mình. Trong hai người, có một người anh quen, chính là Tư Không Vũ. Người còn lại là một người đàn ông mập mạp, mặc áo bào vàng, khuôn mặt to lớn, nước da trắng như bạc. Ngô Bình mặt không biến sắc, hỏi Tư Không tiền bối, đuổi theo tiểu bối là có chuyện gì sao? Tư Không Vũ thản nhiên đáp, nhóc con, cậu ở trong lò quẻ 103 hơi thở, lĩnh ngộ 107 thức quyền trong cuộn giấy. Tư chất như vậy, đến cả một đạo quân như tôi cũng phải ghen tị. Ngô Bình nhìn ông ta, hỏi cho nên. Người đàn ông mặc áo bào vàng cười nói, nhóc con, chúng tôi đã biết cậu không phải người trên đảo. Nếu không phải người trên đảo, thì chúng tôi có ra tay với cậu cũng chẳng sao. Ngô Bình nhướng mày, ra tay với tôi. Người đàn ông áo vàng lại nói, có nghe qua Di Hoa Tiếp Mộc Thần Công chưa? Ngô Bình, chưa từng nghe qua. Người đàn ông áo vàng, lão tổ của tôi biết loại công phu này. Lão tổ năm đó đạo căn bị tổn thương, phải mang cơ thể tàn khuyết cho đến tận bây giờ. Ông ấy vẫn đang tìm kiếm một cơ thể thích hợp. Cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy cậu. Ngô Bội, cho nên, các người muốn chiếm thân xác của tôi. Người đàn ông áo vàng, không chỉ là thân xác, còn cả vận mệnh và tương lai của cậu. Sự kỳ diệu của Di Hoa Tiếp Mộc nằm ở chỗ, nó đơn giản chỉ xóa bỏ ý chí của cậu, còn lại tất cả mọi thứ của cậu sẽ đều thuộc về lão tổ của tôi, hiểu chưa? Ngô Bình cười lạnh, chỉ dựa vào sức hai người mà muốn hại tôi. Tư Không Vũ bật cười ha hả, năm đó Tiên Quốc là một thế lực có thể sánh vai cùng Thiện Đại Môn. Mà tôi lại là đại tướng quân của Tiên Quốc. Cho nên, tôi có vô số thủ đoạn, đủ để chỉ một thằng nhãi danh như cậu một cách dễ dàng. Đọc, Ngô Bình sắc mặt trở nên khó coi, anh đáp thử đi rồi biết. Tư Không Vũ cười lạnh, một đạo kim quang từ trong tay áo ông ta bay ra. Chỉ sau một khắc, nó quấn quanh người Ngô Bình, trói chặt anh. Ngô Bình sửng sốt, cố hết sức thoát ra, nhưng càng giãy giụa lại càng bị siết chặt hơn. Sau đó, Tư Không Vũ lại thả một tấm lưới khác, tấm lưới rơi xuống đầu Ngô Bình, hoàn toàn khống chế được anh. Sau đó, người đàn ông mặc áo bào vàng túm lấy tấm lưới nhấc lên rồi cười nói, thế nào? Đừng nói cậu chỉ là một địa tiên còn con. Cho dù cậu có là đạo tổ đi nữa thì bọn tôi cũng có biện pháp để hạ cậu. Ngô Bình vùng vẫy, nhưng giọng vẫn bình tĩnh hỏi, vậy ông có biết tôi là ai không? Tư Không Vũ bình thản đáp, cho dù cậu có là con trai đại thiên tôn cũng vô dụng, tôi tuyệt đối không thể bỏ qua cơ thể và mệnh cách tốt đến vậy. Ngô Bình, tôi là đệ tử của Long Hổ Đại Đạo Tôn. Nghe danh Long Hổ Đại Đạo Tôn, Tư Không Vũ nhất thời giật mình. Long Hổ đã trở thành đại đạo tôn rồi sao? Quả là tài giỏi, nhưng vô ích thôi, có được cơ thể và mệnh cách của cậu thì sau này tôi sẽ không thua kém gì ông ta.
Cứ như vậy, Ngô Bình bị bọn họ xách về ẩn đảo và được thả xuống một hang động. Sau khi vào hang, Ngô Bình vô cùng kinh ngạc. Anh thấy khắp nơi đều có các kiến trúc cung điện, thậm chí cả một đại điện nguy nga đã được chuyển vào trong hang. Trong đại điện còn chứa đầy bảo vật các loại. Anh không khỏi tò mò hỏi, những thứ này đều lấy từ tiên quốc năm xưa sao? Tư Không Vũ đáp, đúng vậy. Khi đó tu vi của tôi vẫn còn ở cấp đạo tổ. Đáng tiếc, tôi bị ám hại, tu vi tụt lùi và đạo căn bị tổn hại, những năm tháng qua tôi sống trong đau khổ. Chỉ một ngày trước khi tiên quốc tuyệt diệt, tôi dẫn quân lục soát toàn bộ kinh thành, thu được rất nhiều bảo vật. Ngoại trừ bảo vật trong quốc khố không lấy được, còn lại đều thuộc về tôi. Ngô Bình, nhưng ông vẫn chuyển cả quốc khố của tiên quốc tới đây. Tư Không Vũ, đương nhiên, tôi mặc dù không thể lấy đồ trong đó, nhưng có thể lấy đi cả quốc khố. Nhóc con, cậu tới thật đúng lúc, nếu như muộn mấy chục năm nữa, chỉ sợ là tôi đã không còn sống nữa. Ngô Bình, Tư Không Vũ, thân là đại tướng quân của tiên quốc nhưng ông lại lục soát kinh thành, giết người cướp của. Ông là một kẻ phản bội, vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ, Tư Không Vũ nói bằng giọng chế nhạo, tiên quốc kiểu gì cũng sẽ bị diệt vong, tôi chỉ đang tìm kiếm một số lợi ích cho bản thân mình mà thôi. Hơn nữa, cậu không thấy sao, người dân của ẩn đảo giờ đã được an cư lạc nghiệp, nếu nó không có tôi, tổ tiên của họ đã chết trong chiến tranh từ lâu. Ngô Bình cười lạnh, ông cho rằng tôi không nhận ra âm mưu của ông sao? Ông nuôi nhiều người như vậy là hy vọng bọn họ sẽ sinh ra hậu duệ thiên tài để ông đoạt xác đúng không? Tư Không Vũ cười nói, cậu thật thông minh, có thể nhìn thấu cả kế hoạch bí mật của tôi. Người đàn ông áo vàng nói, lão tổ, lấy được thân thể này là chúng ta có thể thực hiện kế hoạch kia rồi. Tư Không Vũ gật đầu, đúng vậy. Ha ha, bắt đầu đi. Tư Không Vũ đưa tay đặt trên đầu Ngô Bình, sau đó ném anh lên một chiếc giường ngọc, cười nói, yên tâm, không đau đâu, sẽ xong nhanh thôi. Ngô Bình nhìn ông ta và hỏi, ông cũng tu luyện ở trong khuyên giới, phải không? Tư Không Vũ hở hững đáp, đúng vậy, nếu có thể rời khỏi khuyên giới thì tôi sớm đã chu du trốn thiên ngoại, đến các thế giới khác rồi. Sao có thể ở lì chốn này kia chứ? Ngô Bình đột nhiên cười thần bí, nói, vậy thì tốt. Bùa đại thiên độn, độn thiên. Dứt lời, bùa đại thiên độn của anh sáng lên. Lá bùa này là do đạo tôn luyện hóa, sức mạnh vô song. Kích hoạt lá bùa này không cần pháp lực, chỉ cần có một ý niệm là nó sẽ sáng lên. Một luồng ánh sáng lóe lên, người đàn ông áo vàng, Ngô Bình và Tư Không Vũ đều bị quấn lấy và biến mất ngay lập tức. Ngay sau đó, bùa đại thiên độn đưa ba người bọn họ đến một tòa tiên phủ, nơi này nằm ngoài khuyên giới, có thiên đạo hoàn chỉnh. Dưới sự trấn áp của thiên đạo hoàn chỉnh, Tư Không Vũ vẻ mặt thống khổ ngã xuống đất. Người đàn ông áo vàng thì còn thảm hơn. Toàn thân co quắp, trên người bốc lên một làn khói đen hôi thối. Đây là nơi luyện công do Thái Hoa Đạo Tôn Lạc Ngưng Đan chuẩn bị. Nơi này nằm ngoài khuyên giới và có thiên đạo hoàn chỉnh. Những sợi dây và lưới trói buộc Ngô Bình không thích ứng được với trật tự của thiên đạo nơi đây, vì vậy chúng mất hết pháp lực, Ngô Bình thoát ra một cách dễ dàng. Anh ném cái lưới đi, duỗi eo, cười hỏi Tư Không Vũ, Tư Không tướng quân, ông cảm thấy thế nào? Tư Không Vũ vẻ mặt kinh hãi và khiếp sợ, đây là chốn thiên ngoại sao? Ngô Bình, à, là chỗ một vị đạo tôn bạn tôi tu luyện. Tư Không Vũ bỗng nhiên nở nụ cười, cậu thật là có phúc, lại được làm bạn với đạo tôn, tôi bội phục cậu. Ngô Bình cảm thấy hơi chột dạ, anh lấy ra cây thiên nguyên châm, phong ấn toàn bộ cơ thể của Tư Không Vũ để cho dù ông ta có quay trở lại khuyên giới thì cũng không thể hại anh. Tạm thời không để ý đến Tư Không Vũ nữa, anh quay sang vỗ vỗ mặt người áo vàng, hỏi còn ông là ai? Một trong tam vương sao? Người này lúc này đang cực kỳ khó chịu, tu vi của ông ta không thấp, là bán bộ đại la. Thế nhưng tu vi càng cao, càng không chịu nổi sự áp chế của thiên đạo hoàn chỉnh lên cơ thể. Ông ta yếu ớt nói, tôi là chủ nhân ẩn đảo. Ngô Bình, ẩn đảo có chủ sao? Người đàn ông áo vàng, đúng vậy, chỉ là tôi không quan tâm đến việc bên ngoài, cho nên không nhiều người biết tới. Nhưng trên thực tế, tam vương đều phải phục tùng tôi. Ngô Bình, ông tên gì? Tư Không Kiến Thánh.
Ngô Bình, vậy thì gia tộc Tư Không mới là chủ nhân thực sự của ẩn đảo. Tư Không Kiến Thánh cũng không thể nói như vậy, Tam Vương và Đông Hải Long Cung quan hệ không tệ, cho nên chúng tôi cũng phải nể họ vài phần. Ngô Bình, nhưng tài nguyên trên đảo vẫn là do ông kiểm soát đúng không? Tư Không Kiến Thánh, đúng vậy. Trên đảo tài nguyên cơ bản đều do gia tộc Tư Không chúng tôi kiểm soát. Ngô Bình, vào đêm trước khi Tiên Quốc bị hủy diệt, gia tộc Tư Không các người đã lục soát kinh thành và thu được rất nhiều bảo vật, phải không? Tư Không Kiến Thánh, đúng vậy, chúng tôi gần như đã chuyển hết mọi thứ trong kinh thành và hoàng cung đi. Ngô Bình, vậy ông biết tại sao Tiên Quốc tuyệt diệt phải không? Tư Không Kiến Thánh, đó là bởi vì Tiên Quốc Đại Đế quá tham vọng, làm ngược lại ý chỉ của thần tộc, tìm cách chống lại thần tộc. Ngô Bình, cho dù có thần tộc nhúng tay vào, Tiên Quốc cũng sẽ không sụp đổ nhanh đến vậy. Tư Không Kiến Thánh, là bởi các nước chư hầu và thậm chí một số tướng lĩnh đã bị mua chuộc bởi thần tộc, cho nên Tiên Quốc mới sụp đổ trong một thời gian ngắn. Ông ta tiếp tục nói, Đại Thương, Đại Chu sau này đều từng là chư hầu của Tiên Quốc, cho nên nhận được một bộ phận truyền thừa, nhưng quy mô còn xa mới so sánh được với Tiên Quốc khi xưa. Ngô Bình vẫn khát khao được khám phá Tiên Quốc thần bí, anh hỏi, ở Tiên Quốc chắc chắn có rất nhiều cao thủ phải không? Tư Không Kiến Thánh, đương nhiên, trong thời Tiên Quốc, có một đám thánh nhân phục vụ trong triều, ngoài ra còn có một số cao thủ khôi phục được huyết mạch của Thái Cổ Chân Nhân. Đây chính là lý do khiến Tiên Quốc Đại Đế dám thách thức thần tộc. Ngô Bình, cho nên nếu không có những kẻ phản bội như các người, Tiên Quốc chưa chắc đã diệt vong. Tư Không Kiến Thánh, lịch sử không thể giả định, và tôi cũng không thể trả lời câu hỏi đó. Ngô Bình gật đầu, hiện tại, tôi cho ông hai lựa chọn. Tư Không Kiến Thánh vội vàng nói, mời nói. Đầu tiên, tôi giết hai người các ông, sau đó đi tiêu diệt gia tộc Tư Không. Tư Không Kiến Thánh cười khổ, lựa chọn thứ hai thì sao? Ngô Bình, thứ hai, tôi giết Tư Không Vũ và tha mạng cho ông, nhưng tôi sẽ kiểm soát ý chí của ông. Như vậy ông sẽ không phải chết, và gia tộc Tư Không cũng sẽ không bị tiêu diệt. Tư Không Kiến Thánh giật mình hỏi, nếu cậu kiểm soát ý chí của tôi, chẳng phải tôi sẽ trở thành một con rối sao? Ngô Bình, nếu ông chịu trung thành với tôi sẽ cho phép ông giữ lại ý chí của chính mình. Tư Không Kiến Thánh liếc mắt nhìn lão tổ Tư Không Vũ rồi cúi đầu, gằn từng chữ nói, tôi lựa chọn con đường thứ hai. Ngô Bình, ồ, ông bán tổ tông mình nhanh vậy sao? Tư Không Kiến Thánh thở dài, nhất định phải có người bảo vệ gia tộc Tư Không. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, lại hỏi Tư Không Vũ, Tư Không tướng quân, nếu là ông sẽ chọn con đường nào? Tư Không Vũ sắc mặt khó coi, đáp, nhóc con, đừng có đùa cợt với tôi, cậu muốn giết thì cứ giết. Ngô Bình hờ hững đáp, Tư Không Kiến Thánh không đủ uy để khống chế các thế lực lớn trên ẩn đảo, vì vậy tôi sẽ cho ông một cơ hội. Ông chọn phương án nào? Tư Không Vũ quyết đoán hơn Tư Không Kiến Thánh rất nhiều, lập tức nói, tôi chọn cái thứ hai. Ngô Bình vung tay, Tư Không Kiến Thánh bị kiếm quang chém chết. Sau đó, anh trầm giọng nói, Tư Không Vũ, hãy để tôi kiểm soát ý chí của ông. Tư Không Vũ bất đắc dĩ, cuối cùng đành buông bỏ thần niệm, để cho Ngô Bình khống chế mình. Loại khống chế này kỳ thực chính là kiểm soát dấu ấn sinh mệnh của đối phương, khống chế đối phương từ nơi sâu thẳm nhất của tiềm thức. Lúc này Tư Không Vũ đã rất yếu, Ngô Bình chỉ mất nửa ngày để khống chế thành công ý chí của ông ta. Tư Không Vũ mở mắt ra, quay về phía Ngô Bình vái một cái, chủ nhân. Ngô Bình nhìn ông ta, hỏi, ông biết tại sao tôi giữ lại ông mà không phải Tư Không Kiến Thánh không? Tư Không Vũ, đó là bởi vì mạng của tôi có giá trị hơn. Ngô Bình, đúng vậy. Tôi muốn tự mình kiểm soát ẩn đảo và gia tộc Tư Không, vì vậy ông phải cho tôi một danh phận. Tư Không Vũ hỏi, chủ nhân, thân phận như thế nào thì thích hợp? Ngô Bình, cứ nói tôi là tổ tông của ông. Tư Không Vũ ngẩn người, tổ tông. Ngô Bình, ông cứ nói tôi trùng sinh chuyển kiếp, kiếp trước tên là Ngô Bình. Ông là người trợ giúp tôi hoàn thành nghiệp bá chủ. Tư Không Vũ gật đầu, vâng, mọi chuyện sẽ nghe lệnh chủ nhân. Ngô Bình, lát tôi sẽ chữa thương cho ông. Tư Không Vũ, đa tạ chủ nhân.
Ngô Bình, từ nay về sau hãy gọi tôi là Thánh Tổ. Tư Không Vũ, vâng, Thánh Tổ. Hiếm khi anh tới vùng thiên ngoại, cho nên anh không vội quay trở lại mà quyết định tu luyện vài ngày trước khi trở lại ẩn đảo. Anh bắt đầu tu luyện 107 thế quyền mà trước đó mới học được. Hiện tại anh muốn luyện cho nhuần nhuyễn, luyện đến mức độ hoàn hảo. Quyền pháp càng ngày càng thuần thục, dần dần chân lực trong cơ thể anh dâng trào, tựa hồ muốn được đột phá. Ngô Bình nhận ra điều này nên nhân cơ hội tu luyện bất tử kinh tầng thứ 5 ánh chiếu chư thiên. Ánh chiếu chư thiên chính là phản chiếu sức mạnh trong cơ thể mình lên nhiều bầu trời, để lại dấu ấn sinh mệnh của chính mình ở các bầu trời đó. Đồng thời hấp thu sức mạnh đại đạo to lớn ở những thế giới đó. Ngô Bình luyện tập quyền thuật này, mỗi động tác, mỗi thức đều có mối liên hệ với các thời gian và không gian khác nhau. Vì vậy luyện tập một lần có nghĩa là anh đã thiết lập liên lạc với nhiều thời không. Lúc này anh luyện quyền càng lúc càng nhanh, một lúc hóa thành hàng trăm hóa thân, trên sân đều là thân ảnh của anh. Thông qua đó, anh thành công đưa sức mạnh và dấu ấn sinh mệnh của mình ra ngoài, phản chiếu trên bầu trời của các thế giới khác nhau. Ánh chiếu chư thiên vốn là một công pháp mà chỉ có đạo quân mới có, nhưng Ngô Bình ngay lúc này đã luyện được nó. Tư Không Vũ kinh ngạc, chủ nhân có thể liên lạc với các thế giới khác nhau, đây là khả năng mà chỉ đạo quân mới có, lão nô vô cùng kính phục. Ngô Bình, trở về thôi. Anh lại dùng ý niệm kêu gọi bùa đại thiên đột, sau đó hai người trở lại hang động lúc trước. Tư Không Vũ nhanh chóng khôi phục tu vi. Nhưng ông ta vẫn bị Ngô Bình khống chế. Ông ta sẽ vĩnh viễn phải phục tùng Ngô Bình, không thể hài lòng. Ngô Bình, Tư Không Vũ, ông đã kiểm kê hết số bảo vật thời tiên quốc cất giữ ở đây chưa? Tư Không Vũ lập tức lấy ra một cuốn sách ngọc và nói, chủ nhân, tất cả các bảo vật đều được ghi trong sách này. Ngô Bình nhận lấy cuốn sách, nhìn thoáng qua và nói, ông đúng là tham lam, chỗ này không phải một nửa thì cũng là 1/3 toàn bộ bảo vật của tiên quốc. Tư Không Vũ, lúc đó quốc gia sắp diệt vong, làm gì còn ai nghĩ tới Trung quân ái quốc nữa. Kỳ thực, bảo vật quý nhất đều ở trong ngân khố, đáng tiếc trong ngân khố có cấm chế, tôi không thể lấy những thứ trong đó ra. Ngô Bình, cấm chế ông nói tới là gì? Có cách nào để phá không? Tư Không Vũ, cấm chế của quốc khố ưu tiên người có tư chất tốt, nếu là thái cổ chân nhân hoặc thánh nhân thì có thể được quốc khố công nhận và ban thưởng. Ngô Bình, thì ra quốc khố cũng có thể ban thưởng. Tư Không Vũ, quốc khố vốn là nơi dùng để ban thưởng cho nhân tài trong toàn thiên hạ. Đúng rồi, nếu như chủ nhân được tháp tiên võ công nhận thì cũng sẽ được quốc khố ban thưởng. Ngô Bình, tôi là võ hoàng chí tôn 7 sao, không biết quốc khố sẽ ban thưởng gì. Tư Không Vũ cười nói, võ hoàng chí tôn 7 sao. Chủ nhân thật đúng là đệ nhất thiên tài trong lịch sử. Cho dù là tiên quốc thời kỳ hưng thịnh nhất cũng chỉ có một võ hoàng chí tôn 5 sao. Có rất nhiều thứ đồ tốt trong cung điện của tiên quốc. Ngô Bình thấy một số cung điện được xây dựng khá đẹp, cho nên anh đã chuyển tất cả chúng vào động tiên của mình. Có một số món đồ tốt, anh cũng thu thập và chuẩn bị mang về nhà. Trong số đó, những thứ Ngô Bình coi trọng nhất là các loại vũ khí như chiến hạm, nỏ tiên, pháo tiên. Ngô Bình nhặt một chiếc nỏ tiên lên quan sát, trong chiếc nỏ tiên này có một trận pháp tinh xảo, có thể bắn các loại mũi tên với tốc độ cực nhanh. Một khi bị nỏ tiên bắn trúng, đến các vị thần cũng sẽ bị thương. Ngoài ra còn có một cây thương dài có một pháp trận trên tay cầm. Người sử dụng có thể truyền tiên lực vào nó để phát ra một đạo sát quang. Nếu hàng triệu đại quân cùng phát ra ánh sáng này một lúc thì sức mạnh rất đáng kinh ngạc. Trong số đó, thứ thu hút sự chú ý của Ngô Bình nhất là một loại pháo tiên. Pháo tiên trong tiên quốc được chia thành các cấp, cao nhất là cấp 10. Ngô Bình tìm thấy một khẩu pháo tiên cấp 9, khẩu pháo tiên này có thể được kích hoạt bằng đồng tiên. Càng cho nhiều đồng tiên, nó sẽ càng mạnh. Tất nhiên, pháo tiên cấp càng cao, càng cần nhiều đồng tiên. Ví dụ như một khẩu pháo tiên cấp 10, một lần có thể tiêu hao mấy chục tỷ đồng tiên. Uy lực nó sinh ra đương nhiên vô cùng đáng sợ, ngay cả đạo quân cũng có thể bị giết bởi cú nổ này, còn đạo tổ nhìn thấy pháo tiên cũng phải lui về phía sau. Ngô Bình nghiên cứu pháo tiên một lúc rồi sai Tư Không Vũ mang lò quẻ đến. Anh nói với ông ta, tôi sẽ rời đi một thời gian, mọi thứ trên ẩn đảo sẽ vẫn như cũ.
Vâng, Tư Không Vũ nhận lệnh. Sau khi rời khỏi hang động này, Ngô Bình đến gặp Mị Lan, có điều anh dùng dung mạo của mình lúc trước. Mị Lan cười nói, công tử, sao anh quay lại sớm như vậy? Ngô Bình nghiêm túc nói, tôi đã khôi phục trí nhớ. Mị Lan sửng sốt, anh đã khôi phục trí nhớ thật sao? Ngô Bình, tôi là tổ tiên của gia tộc Tư Không Vũ chính là chắt của tôi. Mị Lan thất kinh, cái gì? Công tử là tổ tông của lão tổ Tư Không sao? Ngô Bình gật đầu, tôi đã gặp Tư Không Vũ, vì vậy tôi không cần phải tham gia cuộc thi tuyển chọn nhân tài sau này nữa. Mị Lan sửng sốt một lúc, sau đó vội vàng quỳ xuống trước mặt anh, nói tham kiến lão tổ tông. Ngô Bình cười nói, không cần khách sáo, từ nay về sau cứ xưng hô như cũ. Dù sao kiếp này tôi cũng chỉ là người bình thường, nên xưng hô không cần quá câu nệ. Mị Lan hỏi, vậy công tử sẽ quay lại gia tộc Tư không sao? Ngô Bình, chủ yếu tôi sẽ ở bên ngoài, ẩn đảo vẫn sẽ do Tư Không Vũ quản lý. Được rồi, tôi tới báo với cô một tiếng như vậy thôi. Xin cáo từ. Anh nói đi là đi, Mị Lan sau đó suy nghĩ vài giây rồi quyết định đi tìm Vô Tương Vương. Về đến nhà, Ngô Bình đem những cung điện, pháp khí vừa thu được đặt vào tiên cảnh Long Hổ. Anh cũng phóng to những kiến trúc cung đình kia lên mấy lần. Thấy Ngô Bình quay lại, Ngô Mi nói, anh, em còn tưởng là anh không về kịp cơ. Lần trước Ngô Mi nói muốn gặp mấy người bạn, có điều thế giới bên ngoài hiện giờ không an toàn nên Ngô Bình đã hứa sẽ hộ tống cô bé đi. Anh vỗ đầu cái bóp rồi hỏi, vẫn chưa tới lịch hẹn bạn của em đâu nhỉ? Ngô Mi cười đáp, ngày kia cơ, anh mà về muộn hai hôm nữa là em phải tự đi rồi. Ngô Bình gật đầu, được rồi, hai ngày này anh sẽ chỉ ở nhà thôi. Ngày kia sẽ đưa em đi được chưa? Thế nhưng, anh vừa ở nhà được nửa tiếng thì bên phía Tử Phi truyền tin tới. Cô ấy nói mẹ của Âu Chiến, người tự xưng là thần tộc đó đưa theo một đám tùy tùng đến cướp mỏ vàng thiên rồi. Bởi bà ta là người của thần tộc nên thiên đạo môn chưa can thiệp. Tử Phi trong cơn nóng giận đã đánh chết mấy tùy tùng của bà ta và đánh bị thương mẹ của Âu Chiến. Nhà họ Âu đã tuyên bố sẽ phái cao thủ của thần tộc đến tính sổ với Tử Phi. Ngô Bình nổi giận đùng đùng, lập tức quay về thiên đạo môn. Đến nơi, anh thấy Tử Phi đang ảo não ngồi trong phòng khách. Rõ ràng cô ấy đang lo việc cao thủ thần tộc tìm tới tính sổ. Tử Phi, Huyền Bình, em lỡ tay đánh bị thương mẹ của Âu Chiến. Ngô Bình cười lạnh, một con tép siêu của thần tộc thì có gì đáng lo chứ? Không phải bọn chúng muốn dựa vào thần tộc sao? Vậy để anh tìm một vị đại thần để dọa chúng sợ tè ra quần. Tử Phi ngạc nhiên, tìm một vị đại thần. Ngô Bình dứt lời liền ném ra đại thần bị trấn áp trong cấm địa Hắc Kỳ Lân. Vị đại thần này vẫn đang liều mạng chống cự ba loại bí lực của Ngô Bình, sống không bằng chết. Danh con, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ xé xác ngươi ra. Hắn quát. Ngô Bình đi tới. Đạp cho hắn một phát, ta trước đây thật sự chưa biết đối phó với ngươi như thế nào, nhưng giờ thì biết rồi. Nói xong, anh lấy lò quẻ ra rồi ném đại thần vào trong. Ngô Bình có quái bàn tiên thiên, có thể dễ dàng khống chế nhiều trận pháp cấm chế trong lò quẻ. Đột nhiên, ngọn lửa bốc lên, đại thần bên trong gào thét liên hồi, cảm giác như mình đang chết đi vậy. Hãy tha mạng cho ta, đại thần kêu to. Ngô Bình mở lò quẻ ra. Cười hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đại thần bị thiêu cháy da cháy thịt, trong khoảng thời gian ngắn không thể hồi phục, hắn nói, ngươi muốn thế nào? Ngô Bình, nhả, thần hạch, của ngươi ra và để ta kiểm soát nó. Thần hạch tương tự như dấu ấn sinh mệnh của tu sĩ thông thường, bên trong chứa đựng toàn bộ thông tin về sinh mệnh của thần. Chỉ cần thần hạch còn thì thần sẽ không chết, tất nhiên, nếu thần hạch bị phá hủy thì thần sẽ chết ngay lập tức. Vị đại thần này không muốn bị khống chế nên nhìn Ngô Bình với vẻ đầy căm hận, nói thần hạch của ta tồn tại ở một chiều không gian khác, ngươi tìm không thấy đâu, muốn giết thì cứ giết. Dù gì, không bao lâu nữa là ta sẽ có thể khôi phục thân thể của mình. Thật sao, Ngô Bình cười lạnh, cái lò quẻ này có thể luyện hóa quá khứ và tương lai của một người, ngươi vừa rồi không cảm nhận được sao? Đại thần mặt biến sắc, hắn đương nhiên cảm nhận được điều đó.
giờ nghe Ngô Bình nói thì đã hoàn toàn chắc chắn. Ngươi! Ngô Bình hờ hững nói, đừng nói nhảm nữa, có đồng ý hay không? Đại thần thở dài một hơi, không ngờ rằng, đại thần đấu thắng ta lại có ngày hôm nay. Hắn vừa nói vừa niệm chú ngữ, trong cơ thể xuất hiện một lối vào không gian thần bí, hắn thò tay vào trong cơ thể lấy ra một viên tinh thể màu đỏ tím. Ngô Bình cầm lấy tinh thể, ném vào quái bàn, nói, từ nay về sau phải nghe lời ta, nếu không chỉ cần một ý niệm của ta cũng đủ khiến ngươi tan thành cho bụi. Đại thần, ta biết. Sau đó, Ngô Bình thu hồi ba loại bí lực và nói, đại thần, hãy diễn một vở kịch cho ta. Ngươi chỉ cần nói rằng Tử Phi là em gái cùng cha khác mẹ của ngươi. Thần đấu thắng trợn tròn mắt, cái gì? Cô ta là em gái của ta. Làm sao có khả năng đó, em gái của ta không thể là người. Ngô Bình, ngươi là đại thần, ngươi nói không ai dám không tin. Thần đấu thắng cúi đầu, ta biết rồi. Tử Phi đã đứng chết chân từ nãy, giờ mới lên tiếng hỏi, Huyền Bình, làm như vậy có được không? Ngô Bình cười lạnh, đám sâu bọ của thần tộc mà cũng muốn ngồi lên đầu thiên đạo môn. Thử xem nếu đại thần dáng thế thì bọn chúng có sợ tè ra quần không? Sau đó, anh nói tiếp, đại thần, hãy nói rằng ngươi đến đây để bảo vệ em gái Tử Phi theo lệnh của phụ thân. Thần đấu thắng, ta nhớ rồi. Không còn bị ba loại bí lực ăn mòn, sức mạnh của đại thần đấu thắng bắt đầu phục hồi nhanh chóng, nhưng Ngô Bình cũng không sợ hắn khôi phục sức mạnh. Ngô Bình lúc này mới hỏi, thần tộc các người đều ở trong thần giới sao? Đại thần đấu thắng, thần tộc phân bố rải rác ở nhiều nơi. Có một bộ phận sống ở thần giới, nhưng nhiều vị thần sống ở khắp nơi trong vũ trụ. Bọn ta là bá chủ của tất cả các chủng tộc. Ngô Bình, thần tộc các người cũng có huyết mạch truyền thừa đúng không? Đấu thắng, không sai, thần tộc chúng ta coi trọng nhất là truyền thừa huyết thống. Ông nội ta là thần vương, cho nên ta có được huyết mạch của thần vương. Ngô Bình, sức mạnh của thần vương các ngươi so với đạo tổ thì như thế nào? Đấu thắng, kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng đạo tổ rất khó thăng cấp lên nữa, tu vi của họ có giới hạn trên. Nhưng thần vương thì khác, thần vương có thể tu luyện mãi mãi. Tuổi thọ càng dài, thần vương càng mạnh. Ngô Bình, ngươi vào cấm chế chỉ vì bắt Hắc Kỳ Lân. Đúng vậy, Hắc Kỳ Lân bị ngươi thu phục rồi đúng không? Chà, bây giờ nó là thú cưỡi của ta rồi. Thần đấu thắng biểu cảm phức tạp, đó là Hắc Kỳ Lân cơ mà, nó mà đồng ý làm vật cưỡi của ngươi sao? Đại thần đột nhiên tới gần Ngô Bình, ngửi một cái rồi kêu lên, ngươi chính là Thủy Tổ Thái Cổ Chân Nhân. Ngô Bình, coi như ngươi cũng có chút hiểu biết. Thần đấu thắng cười khổ nói, năm đó Thái Cổ Chân Nhân suýt chút nữa phá tan thần giới, quả thực là rất mạnh. Ngô Bình, thần tộc các người đã dùng mọi cách để đàn áp loài người, nhưng kết quả ra sao? Loài người vẫn sản sinh ra những cao thủ vô cùng mạnh mẽ. Thần đấu thắng thản nhiên đáp, cho nên chúng ta về sau học được cách thông minh hơn, bắt đầu dùng chính con người để trị con người. Ngô Bình trầm mặc vài giây, đây quả thực là một biện pháp tốt. Đấu thắng, ví dụ như ở khuyên giới có rất nhiều thế lực được thần tộc bọn ta chống lưng. Bọn họ bình thường đều rất nghe lời, giống như chó, sai gì làm nấy. Ngô Bình cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ không phải cũng chỉ như một con chó sao, ta yêu cầu ngươi làm gì, ngươi dám từ chối sao? Thần đấu thắng sắc mặt khó coi, đáp đây là vấn đề của cá nhân ta, còn nhân tộc các ngươi đã làm nô lệ cho thần tộc bao đời rồi. Hai việc này sao mà so sánh ngang hàng được? Ngô Bình, năm đó, trước tiên đã có Thái Cổ Chân Nhân chống lại các ngươi, sau đó là Thánh Nhân. Bây giờ, nhất định cũng có những tiên nhân mạnh mẽ chống lại các ngươi. Thần đấu thắng nhíu mày, đám tu tiên các ngươi sao? Hừ, đại bộ phận tiên nhân mạnh cũng đều là chư hầu của bọn ta, cho nên cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Ngô Bình, ta không tranh luận vấn đề này với ngươi nữa. Ngươi câm miệng mà khôi phục tu vi đi. Thần đấu thắng không dám nói nữa, Ngô Bình cũng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu mở thiên tàng. Anh đã mở được 5 nhân tàng, 5 bí tàng, chỉ còn thiên tàng sau cùng là khó mở nhất. Thiên tàng này cũng có 5 vị trí. Vị trí đầu tiên được gọi là Thánh Thiên Tàng. Quá trình khai mở thiên tàng của anh rất thuận lợi,
Thiên tàng này nằm ở sâu trong dương thần của anh. Khi anh mở thiên tàng ra, trên đỉnh dương thần của anh bốc lên một ngọn lửa thánh, gọi là thánh hỏa. Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, khí tức hòa làm một với khí tức của đất trời. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, đại thần đấu thắng mở trừng mắt, kinh ngạc thốt lên, không thể nào. Một con người nhỏ bé, sao có thể thắp lên thần hỏa chứ? Ngô Bình cười lạnh, đuôi hả? Đây là thánh hỏa, không phải thần hỏa chết tiệt gì đó của nhà ngươi đâu. Đại thần đấu thắng nói, giống quá, gần như không khác gì lửa thần của bọn ta. Biểu tượng của đại thần thần tộc là lửa thần thắp sáng trên đỉnh đầu. Lửa thần có thể liên lạc với vũ trụ, tăng cường thần lực, tôi luyện cơ thể thần. Ngô Bình đáp, hiệu quả của lửa thánh tốt hơn lửa thần. Tử Phi vui vẻ hỏi, Huyền Bình à, nói vậy là anh đã trở thành thánh nhân rồi à? Ngô Bình cười bảo, thắp lửa thánh mới chỉ là bắt đầu. Anh từng gặp một bán thánh, vị ấy nói rằng thời điểm tốt nhất để trở thành thánh là cảnh giới đoạt thiên. Lúc này, một giọng nói bỗng vọng vào từ ngoài cửa, người ở bên trong lập tức cút ra đây. Ngô Bình mỉm cười, đến rồi. Tử Phi, đi thôi. Cả ba bước ra ngoài, nhìn thấy Âu Chiến và một người phụ nữ đang đứng cùng nhau, bên cạnh họ là một tên thần tộc. Thần tộc này có một cái mỏ chim và một nhúm lông tím trên đầu. Tên thần tộc này rất cao ngạo, vừa nhìn thấy Tử Phi và Ngô Bình đã lạnh lùng bảo, các ngươi tự sát thì sẽ bớt đau đớn đấy. Ngô Bình đáp trả, ngươi là thứ thần quái quỷ gì mà dám đến chỗ ta làm loạn. Thần tộc cả giận, loài người hèn mọn này, đúng là tự tìm đường chết. Đối phương tiến đến một bước, đang định ra tay thì trông thấy đại thần đấu thắng, liền trố mắt lên. Vài giây sau, tên thần tộc này quỳ cục xuống đất, run rẩy nói, kính chào đại thần. Trong lòng đại thần đấu thắng vốn đang giận dữ, bèn lạnh giọng đáp, dám vô lễ trước mặt ta, ngươi chết đi. Cấp bậc của thần tộc vô cùng nghiêm ngặt, một thần tộc bình thường mà dám cản rỡ trước mặt đại thần đều sẽ nhận lấy cái chết. Thần tộc này định nói vài lời cầu xin thì cơ thể bỗng nhiên nổ bùm rồi chết ngay tại chỗ. Người nhà họ Âu đều sững sờ. Âu Chiến tái cả mặt, đây là đại thần ư? Đại thần đấu thắng hỏi Tử Phi, em gái à, là kẻ nào bắt nạt em? Tử Phi chỉ vào Âu Chiến, chính là hai mẹ con này. Đứng cạnh Âu Chiến là một người phụ nữ có tướng mạo của con người, nhưng mái tóc lại giống hệt như lông thỏ. Bà ta cũng cảm nhận được sự đáng sợ của đại thần đấu thắng, vội quỳ xuống đất, nô tỳ kính chào đại thần. Bà ta có địa vị rất thấp trong thần tộc, cũng chẳng khác nô bộc là bao. Nhìn thấy đại thần, bà ta hoảng sợ vô cùng. Đại thần đấu thắng bực dọc nói, các ngươi tự sát đi. Người phụ nữ ấy kinh hãi, ánh mắt ngập tràn tuyệt vọng. Nhưng khi nhìn đại thần đấu thắng thêm lần nữa, bà ta chỉ đành chưởng mạnh vào đỉnh đầu mình. Một tiếng gầm vang lên, đầu bà ta trũng xuống, chẳng mấy chốc đã tắt thở. Âu Chiến giống lên, ta liều mạng với ngươi. Đại thần đấu thắng cười khẩy, vẫy tay một cái, cơ thể của Âu Chiến liền bị một sức mạnh vô hình cắt thành hàng trăm mảnh vụn, máu chảy bê bết. Những người còn lại của nhà họ Âu đều sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Ngô Bình cất lời, Tử Phi, em dẫn người đi giành lấy địa bàn của họ Âu đi. Bây giờ Tử Phi đã có một người anh đại thần, ngay cả trưởng môn của thiên đạo môn cũng phải kính nể cô ấy. Tử Phi gật đầu, được, hạ được nhà họ Âu rồi, tiếp theo sẽ là nhà họ Ngụy. Ngô Bình đáp, khoan hãy vội, sau khi nuốt chửng nhà họ Âu, chúng ta cũng cần thời gian tiêu hóa. Đoạn, anh nói với đại thần đấu thắng, ngươi tạm thời cứ ở lại đây. Tử Phi bảo làm gì thì ngươi làm nấy. Đại thần đấu thắng lại rất vui vẻ với chuyện này. Chỉ cần Ngô Bình không ở cạnh thì đại thần đấu thắng sẽ cảm thấy thoải mái hơn, vội vàng đáp được. Sau khi dặn dò Tử Phi vài câu, Ngô Bình bèn quay lại Linh Xuyên, tiếp tục suy ngẫm kỳ phổ. Trong kỳ phổ không chỉ có tàn cuộc, mà còn có khốn cuộc, sát cuộc, anh cần rất nhiều thời gian để nghiên cứu chúng. Chớp mắt mà đã hai ngày trôi qua, anh đưa Ngô Mi và Mỹ Ngọc đi gặp vài người bạn học. Trước đây Mỹ Ngọc và Ngô Mi học cùng trường, cũng xem như quen biết những người bạn này. Mỹ Ngọc và Ngô Mi đều đã trưởng thành và rất xinh đẹp. Cả hai ăn vận tươm tất rồi khởi hành đến Long Kinh. So với lần trước Ngô Bình đến,
Long Kinh lại trải qua một sự thay đổi rất lớn. Diện tích của Long Kinh đã lớn hơn, người ngoài đường phố cũng đông lên, Long Kinh đã được thế tục hóa hơn trước. Hầu hết những tòa nhà cao tầng đã biến mất, tất cả đều trở thành kiến trúc cổ xưa, cách ăn mặc của mọi người cũng thay đổi rất nhiều. Phần lớn người đi đường đều là tu sĩ, người bình thường hầu như đều sống ở ngoại ô và làm việc nặng nhọc. Ba người đáp xuống một con đường rộng rãi. Lúc này họ mới phát hiện trên đường gần như không có người đi bộ, người ta chỉ ngồi kiệu hoặc cưỡi ngựa thôi. Hơn nữa, vật cưỡi của các tu sĩ ấy rất đa dạng, đa số là mãnh thú hoặc ngựa nổi tiếng, ngựa bình thường rất hiếm. Tránh ra. Đột nhiên, phía sau có một chiếc xe do bốn con hổ kéo chạy ngang qua. Ngô Bình vội vã tránh đi, mấy người họ đều nằm xuống vệ đường. Ngô Mi nói, đúng là vô ý thức. Ngô Bình bảo, chúng ta cũng ngồi kiệu thôi. Ngô Mi hỏi, anh ơi, chúng ta có kiệu sao? Từ trong động thiên của nhà Tư Không, Ngô Bình tìm được một chiếc kiệu dành cho quý tộc thời Tiên Quốc. Kiệu được khiêng bởi con rối nổi tiếng, sang trọng vô cùng. Chẳng mấy chốc, một chiếc kiệu rộng 1 mét, dài 1 mét đã xuất hiện trước mặt họ. Trên kiệu có một chiếc ô quý đang xoay tròn, tỏa ra bảo quang 9 màu. Xung quanh kiệu là những võ sĩ ngưng tụ tiên lực đang bay lơ lửng, mỗi võ sĩ đều có khí tức rất khủng khiếp, chức năng của họ là bảo vệ người trong kiệu. Toàn bộ những con rối nổi tiếng đều sở hữu khí tức cấp chân tiên, chân đạp ra mây khói, bước đi vô cùng vững vàng. Dưới kiệu còn có một lớp khói mây vàng óng, tiên khí ngập tràn. Nhìn thấy chiếc kiệu này, Ngô Mi cười hỏi, oa, kiệu trông oai phong quá. Kiệu này ở đâu vậy anh? Ngô Bình cười bảo, vào trong rồi nói. Một con rối mở cửa kiệu, cả 3 lần lượt vào ngồi. Không gian trong kiệu rất rộng lớn, có cả bàn ghế. Ngô Bình bên lấy trà ra pha, sau đó lấy thêm một ít đồ ăn nhẹ, đến Long Kinh rồi, không cần gấp gáp quá, cứ ngắm phong cảnh dọc đường đi. Chiếc kiệu của Ngô Bình vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của vô số người, thậm chí có người đi ngang, còn dừng lại để ngắm nghía thật kỹ. Đường xá rộng rãi, một hướng có 4 làn xe, 4 cỗ xe ngựa lớn có thể chạy song song, vậy nên những người cưỡi ngựa ngồi kiệu đều di chuyển cực kỳ nhanh. Kiệu đi được một quãng thì phía trước bỗng dưng có con bò lao đến. Trên đầu những con bò đen này đều có một sừng, mắt màu vàng kim, 4 móng mọc lông trắng, thân mình phủ đầy vảy. Những con bò này chiếm làn đường đối diện, những người nhìn thấy chúng đều đồng loạt tránh đi. Nhưng phụ trách khiêng kiệu cho Ngô Bình là con rối, mà con rối thì nào hiểu được những chuyện này. Nhìn thấy thú hoang lao đến, con rối cho rằng đối phương đang tập kích mình. Ngay lập tức, võ sĩ cử động, 2 võ sĩ rút đao dắt ở bên hông ra, lao thẳng về phía trước. Soạt! Ánh đao lóe lên, đầu của 2 con bò đen đã bị chém đứt, ngay cả người cưỡi chúng cũng bị võ sĩ đá bay. 2 kỵ sĩ nôn ra máu giữa không trung rồi ngã ầm xuống đất. To gan! Chiến binh trên 4 con bò đen còn lại đồng loạt quát to, chỉ trong chớp mắt đã bao vây kiệu. Nghe tiếng động, Ngô Bình bèn vén rèm ra hỏi, chuyện gì? To gan lắm, dám đả thương người của chúng tôi, có biết chúng tôi là ai không hả? Ngô Bình cười khẩy, anh còn chẳng buồn để thái tử vào mắt, đám người này là cái thá gì? Thế là anh hờ hững bảo, các người là ai, nói ra nghe thử xem nào. Một người đàn ông để dâu trả lời, Thanh Ngưu Cung, đã từng nghe đến chưa? Ngô Bình đáp, chưa từng nghe tên, tránh ra. Đừng chắn đường. Đối phương giận dữ nói, tự tìm đường chết, đoạn rút đao ra. Võ sĩ đột nhiên bay lên rồi dùng thần niệm cực mạnh của mình để khóa chặt người này lại. Trán người này toát đầy mồ hôi lạnh, chậm chậm thả tay ra, căm phẫn nói, chờ đấy. Dứt lời, bọn họ bèn đỡ bạn dậy rồi cưỡi bò đen đi mất. Kiệu tiếp tục tiến về phía trước. Mỹ Ngọc hỏi, anh Huyền Bình, liệu họ có đến gây sự với chúng ta nữa không? Ngô Bình nói, sợ gì chứ, ở đây không có ai đánh lại tôi cả. Chẳng bao lâu sau, kiệu đi đến một ngôi viện rất lớn. Kiệu vừa đến nơi đã có vài người hầu tiến lại gần. Đám người Ngô Bình bước xuống kiệu, một người hầu liền tới hỏi, các vị đến tham dự yến tiệc của cậu Trang phải không ạ? Cậu Trang ấy chính là bạn học của Ngô Mi, buổi tiệc do người này khởi xướng. Ngô Bình gật đầu, đúng vậy,
Người hầu cười đáp, mời các vị theo tôi. Đi theo người làm được một đoạn, trước mặt anh xuất hiện một đại sảnh. Có cả trăm thanh niên đang ở sảnh, vui vẻ nói cười. Vài người trong số đó được rất nhiều người vây quanh, như nhân vật chính được hâm mộ vậy. Nhác thấy Ngô Mi và Mỹ Ngọc tiến vào, lập tức có hai người bước ra, một người là Đoá Lan, một người là Diệp Thanh Vũ. Diệp Thanh Vũ từng học ở học viện võ đạo cùng Ngô Bình, có quen biết anh. Thầy Ngô, Diệp Thanh Vũ tươi cười chào anh. Ngô Bình mỉm cười, cô Diệp, lâu rồi không gặp. Ồ, đây chẳng phải là Ngô Mi đó sao? Một giọng nói đột nhiên vẳng đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 101.